À, chào em. À, dạ lần đầu tiên chị đến với nhà hàng ạ. Đúng rồi em. Dạ hôm nay chị đi mấy người ạ? Chị đi hai người, chắc tí nữa bạn chị tới á. Dạ chị có gọi món luôn không chị? Cho chị cái menu chị gọi món luôn nha. Dạ thôi chị đừng gọi món chị. Nhưng mà chị muốn gọi món. Dạ em xin lỗi chị, trước khi chị gọi món chị có thể cho em kể một câu chuyện không chị? Dạ ngày hôm qua cũng tại nhà hàng này, cũng tại cái bàn này và cũng cái ghế này, có một người phụ nữ quyết tâm gọi món mà không chờ bạn mình tới. Thế là cô ấy ăn một mình và mắt xương lăn ra chết. Vậy thôi chị chờ bạn chị tới cũng được. Dạ. Dạ chị ơi cho em hỏi chị có quen với anh không ạ? Chồng sắp cưới chị ấy, em. Ủa chị chồng sắp cưới mà sao vô ngồi cái bẹp xuống hỏng đi trễ mà không xin lỗi gì cho nghe chị? Ơi đàn ông thời nay nó vậy đó em. Dạ đúng rồi chị, đàn ông bây giờ kỳ lắm chị. Bữa hổm em kể chị nghe tiếp một câu chuyện thứ hai nha. Hôm bữa em cũng gặp một cái thằng đó chị, y chang lì y chang luôn, không nói tiếng nào hết. Rủ con người yêu đi ăn bún riêu, sao mày vô quán không ngồi tiếng nào hết. Nhỏ tức quá lấy cái ống hút đâm lồi phèo mà không những đâm không còn quán. Thằng này thốn tới chết, báo đăng. Em ơi. Dạ. Em mời bạn ơi. Dạ em chào anh. Em cho anh hỏi là cái báo đó nó có đăng là cái cô người yêu đó cũng thuộc cái dạng mà lầm lì lì rồi suốt ngày mặt chầm dầm một đống á, đúng không em? Dạ không anh, em biết con nhỏ đó anh. Con nhỏ đó thương người yêu lắm. Người yêu của người ta thì mà nhìn mắt ham, còn vợ con nhà này nhìn phát chán. Ê vợ con nhà này làm sao? Ủa tôi nói cô ha. Bạn này có hai người không nói tôi nói ai? Ủa nói chuyện đàng hoàng làm gì lớn tiếng. Ủa? Vậy? Vậy thôi nghỉ khỏi ăn đi. Nghỉ đi, khỏi ăn, về. Dạ anh chị, nhà hàng em có quy định á, khách vào mà chẳng chịu ăn, chỉ còn một nước phải lăn mà về. Dạ. Anh thấy không gian ở này cũng được em. Coi gọi vài món ăn chơi. Dạ thưa anh chị, nhà hàng em nổi tiếng ba món canh, xào, mặn. Và trong một không gian lãng mạn, chim hót trên cành, cháy nhà bên cạnh. Em nghĩ là anh chị nên tận hưởng không gian lãng mạn này bằng cách là nhâm nhi một ít rượu sâm banh. Dạ, kèm thêm một món là món chim nướng. Dạ, anh thấy cũng được á. Hợp lý đúng không? Em lên món nó giùm dạ, anh em đi. Chốt món. Bếp ơi, cho hai hộp lộn xào me, hai ly hộp é. À, em ơi nè, cái món đó nó không có hợp với bụng chị lắm. Vậy nha. Vậy hả chị? Chị muốn kêu một cái món mà nó gợi nhớ lại kỷ niệm của hai anh chị đó. Dạ. Không biết cái bạn gì bên kia, bạn có nhớ là cái bữa mà trời mưa tầm tã, xong bạn cầm bông, bạn chạy qua nhà tôi, bạn tặng bông cho tôi, xong bạn đập cái đầu cái đinh tai, bạn chảy máu quá trời không? Không có, nhớ lộn bạn nào rồi. Có mà. Có. Không có. Anh à. Không có. Bạn muốn gì? Em đã nói với anh là có mà. Không có. Anh kỳ cục vậy hả? Không có. Có. Không có. Đưa cái tay đây. Đưa. Làm gì có nè. Cái tay bên đây nè. Đó, thấy chưa? À em biết em order món gì rồi. Bếp ơi cho hai chén tiết canh. Dạ anh. Suốt ngày kỷ niệm chuyện xưa chuyện cũ. Cái chuyện hiện tại nè không lo. Có biết hôm nay ngày gì không? Làm như có mình không biết vậy. Kỷ niệm 3 năm yêu nhau chứ gì. Rồi ngày gì nữa nhớ không? Ngày 3 tuần đó là cưới rồi đó. Dân nhân ngày kỷ niệm 3 năm tình yêu nồng cháy của anh chị, em xin gửi đến chị một bài thơ để chúc phúc cái kỷ niệm 3 năm của anh chị được không ạ? Dạ bài thơ mang tên Bốn mùa hạnh phúc. Mùa xuân chó chạy lông nhông, mùa đông gió lạnh chó không ra đường, mùa thu chó sủa phố phường, mùa hè nóng nực chó chết. Nghe xong là em thấy anh với em sống dài rồi đó. Dạ, mấy chị chưa đủ vui hả anh chị? Dạ, sau đây em sẽ trình bày một tiết mục cuối cùng. Vâng, các chị có thấy bàn ăn trước mặt các anh chị không ạ? Dạ, em sẽ ảo thuật. Em biết ảo thuật đúng không em? Dạ. Em có thể ảo thuật mà em tự biến mình thành một cái nốt trầm sao xuyến tan biến trong cái bản hòa ca này, để lại cho anh chị một cái không gian riêng tư lặng lẽ được không em? À, em sẽ vào dọn món. À, em vào dọn món đi. Dạ. Anh trân trọng cảm ơn em. Biết rồi, nó hoài. Em à, cưới xong mình đi du lịch nha. Thưởng tượng thiệt hả? Em á là em thích đi tới một cái chỗ mà lãng mạn, chỉ có hai chúng mình thôi nha. Gió thổi vi vu. Nhà tù Phú Quốc. Em ơi,
anh rất là cảm ơn em, anh rất là cảm ơn cái thịnh tình của em, nhưng mà anh chị đang cần một cái không gian để mà anh chị có thể gặp gỡ và giao lưu bạn bè đó em. À, giao lưu bạn bè hả anh? Đúng rồi em. Sở thú. Sở thú là em đó. Cảm ơn em. Dạ, vậy anh chị cho em tính tiền. Em coi check bill giùm anh. Dạ. Ủa em ơi, sao mà nhiều quá vậy? Dạ đâu có nhiều đâu chị, em có liệt kê đó chị. Nhưng mà chị vẫn thấy nhiều em ơi. Em à, vậy không có nhiều đâu. Em hiểu rồi. Để đó cho anh. Dạ dạ. Có cặp dây lộn nữa. Dạ anh ơi, anh mở kho anh lấy xà beng đưa nó đỡ điếu xíu em qua. Dạ. Dạ anh chị ơi, bây giờ em phải đi rồi. Anh chị có thể gửi tiền cho Thu Ngân giúp em nha. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Sau này mà có chung sống với nhau á, mà có gây gỗ thì cứ đến nhà hàng em. Gặp em sẽ viết đơn ly dị. Em viết chữ đẹp lắm. Thiệt, em viết chữ rất em đẹp ơi, khách. Em ơi, khách em kêu bên kia kìa em. Cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một cái chuyên án đặc biệt. Con trai phải tìm cho được một người thật sự là nghèo, nghe chưa? Và ngày mai phải tìm cho ta được một hội phản cuồng thật là cuồng, nhớ chưa? Con này, ngày mai nhớ phải trang điểm thật là dày, thật là đậm, 18 lớp cho anh nghe chưa? Ngày mai phải mời được anh 30 nhà báo tới quay phim chụp hình post trên các trang mạng, nghe chưa? Rồi tạm tổng chuyên án làm từ thiện. Đánh đường ra, dẹt ra, đánh ra, dẹt ra hai bên, bên đây dẹt ra luôn, đánh vô. Ok, đánh né né ra, né ra vô tên Giang. Anh ơi vô anh ơi, vô tên Giang, bóng tràng, bóng tràng chị ơi, vô tên Giang. Lời nói đầu tiên cho phép nam diễn viên duyên dáng trong sáng rạng ngời ánh mặt trời tươi xanh như cái nồi canh lấp la lấp lánh ánh kim cương dương thanh vàng thực hiện nghi thức nở một nụ cười công nghiệp. Giỡn tay, giỡn tay. Kính thưa toàn thể quý vị và... Kính thưa toàn... Kính thưa toàn... Vô tình giang. Vô tình giang. Quản lý. Dạ. Bạn nam bên kia là ai? Vô tình giang. Cổ động viên của anh. Chị làm ơn qua làm sao cho nó để lúc em nào cần nói thì nói nha. Dạ, để em. Vô tình giang. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ có mặt ở một ngôi nhà rất là nghèo nàn. Dù chứ thì chính đi anh. Dạ nói chung hôm nay đến làm từ thiện. Quà đâu, để anh trao. Nè anh. Rồi, sau đây Dương Thanh Vàng sẽ thực hiện nghi thức trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Vừa, cho vừa. Sao không, có sao không? Quánh quá. Sau đây tôi sẽ trao quà. Dạ con gửi. Khoan, em đang quay đó hả em? Bước ra đây. Bước ra đó. Bây giờ anh chưa diễn thì chưa quay. Xóa đi. Xóa đi. Hả? Nhưng mà xóa không, đi. Em xóa đi. Xóa giùm anh. Anh ơi anh, em chưa có quay mà sao xóa được? Sao nãy giờ mày không nói? Em nói mà anh đâu cho em nói đâu. Ồ dạ anh xin lỗi. Em, anh ơi, cái nút quay bấm chỗ nào? Quản lý. Có em. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả Trang? Em ơi, mình đi làm từ thiện là làm bằng cái tâm. Mình đâu cần mướn một cái ekip hùng hậu như vậy. Anh thích quá làm sao? Vô tình dạng thích. Em xin lỗi anh, em sẽ rút kinh nghiệm. Rồi bây giờ anh chuẩn bị anh diễn trao quà nè. Anh trao quà nè, quay lại đàng hoàng. Chào anh. Con gửi quà cho bà. Con đó gửi đó. Quà cho bà ơi. Ê, con này phải xúc động đúng xúc không? Xúc động lên. Bà ơi, thấy hoàn cảnh nhà mình con thương lắm bà ơi. Hôm nay con có gói quà, bà nhận cho con vui lòng nha bà. Ủa
Dương Thanh Vàng trao hoài được không? Dương Thanh Vàng trao hoài được không? Một cách một đối với nó thôi, không có cách thứ hai. Bà anh ơi, bà đó. Mấy cô mấy cậu kiếm ai? Bà ơi bà. Bà ơi bà. Con kiếm bà ơi. Anh. Bà ơi bà nhận bà cho con vui đi bà. Anh đây em góp ý xíu. Cảm xúc giả quá không có được. Anh khóc như vậy là không bao giờ người ta cảm động. Để em hỗ trợ cho anh nha. Sao anh có sao không? Khóc đi anh. Khóc đi. Trong hoa bà ơi. Ở đây cô có chút quà. Ở đây con có chút quà. Gọi là của lòng nhiều. Của lòng nhiều. Bà nhận cho con vui lòng. Bà nhận cho con vui lòng. Nhiều quà kể cho mình khó quá. Cô thương thương được chị đó. Ủa mày nhắc gì vậy? Khoan đi. Bây giờ mày nhắc mày đừng nhó nhác vậy. Nó chồng tiếng lên về tao dựng. Tao phải cắt ra mày hiểu không? Đúng rồi á. Bây giờ mày đứng sau lưng tao. Mày đưa cái này ra cho ảnh đọc. Thôi vậy đi. Dạ. Hay quá con. Ê anh nó yêu con. Mày đưa để lên đầu tao nè. Con hứa. Con hứa. Ê chữ đó chữ gì vậy mày? Con hứa sau này con mà nổi tiếng. Trời cảm ơn rồi. Con hứa sau này con mà. Con hứa sau này con mà nổi tiếng. Con sẽ chăm lo tốt hơn cho bà. Bà ơi con thương bà lắm. Bà ơi. Bà nhận cho con vui nha bà. Nhận nha bà. Cậu Dương Tinh Vàng đã khóc. Dương Tinh Vàng đã khóc. Anh bình tĩnh. Anh ngồi đó luôn đi. Anh ngồi đó luôn đi. Mày. Bà ơi. Cậu ơi, tôi nghèo thiệt, nhưng mà tôi không có sống bằng lòng thương hại. Cậu làm rình rang như vậy, tôi mắc cỡ lắm. Mà tôi mắc cỡ 1, cậu mắc cỡ 10. Người ta làm từ thiện cũng bằng cái lòng. Cậu chỉ là một trong số ít những người nghệ sĩ mà chuộc lợi từ cái chuyện này. Vô tình cậu bôi nhọ đi cái những người nghệ sĩ khác. Tôi nói ít mà cậu hiểu nhiều nha. Thôi cậu đem về. Cảm ơn cậu, đội ơn cậu. Mấy cậu đi về. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Bình tĩnh nè. Quản lý. Thôi em biết rồi. Tốt đó. Bà làm cái gì bà chửi trong mặt tao? Tại sao mày không set up lời nói cho bà trước? Hả? Quên. Ngừng quay lại. Ra đây nói chuyện. Mày né ra. Em xóa hết những đoạn nãy giờ. Bây giờ anh vô anh diễn lại. Em quay lại. Vô tiền đây. Tao anh... vô tao diễn lại anh. Quay ơi. Qua bên kia quay. Bà nhận tiền. Cậu... nhận tiền liền cho con. Cậu nhận... ơi quay, quay rồi anh ơi. Hết quay rồi. Cậu... sao hết quay? Hồi nãy giờ là mấy cái đoạn đầu tới bây giờ các em xóa hết. Xong rồi tới cái đoạn mà bà này bà trả tiền lại. Bà nói anh là anh nhục cái gì đó là em để cái đó lại. Bây giờ em úp cái này lên một cái là một cái tin rất là động trời. Dương Thanh Vàng giả tạo. Dương Thanh Vàng giả tạo. Dương Thanh Vàng giả tạo. Mày phản tao hả? Dương Thanh Vàng bị phản. 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 Thương linh đìa linh thủ má môi rình nhét với sình chín năm đêm lên đập một cái phình té xỉu đi. Ôm
Umbala, Umbala, đi Honda vô quán ba. Chẳng ra cho ta một quẻ. Hey. Pramana masa pramata panama nama mama. Hey. Hả? Xâm thượng thượng. Như vậy là ngày hôm nay ta sẽ có một vị khách rất là sang trọng. Đường tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải là nghèo. Trong cõi đời cười ra nước mắm, khi trắng tay thì ăn đậu hủ, còn giàu sang ăn phở cô bé, còn chảnh chó đêm khuê. Bởi ta nói cái dòng mà bói toán đó, bói cho người ta được, không bao giờ bói được cho mình hết. Hỏi cái thằng ăn bằng tôi nó rách rưới xấu quắc kia, ngươi làm gì vô đây hát như một con điên. Điên. Đố ai định nghĩa được chữ điên. Trời, nó hát đố kìa trời. Rất khó cho nên biết chết liền. Trời, không biết luôn hả? Đang đi trên đường la một tiếng, trời sao mọi người quảng hốt, thế là điên. Bây giờ tới tao nổi liêu đây nè. Tao hỏi mày vô đây làm gì? Từ đâu tới? Dạ thưa thầy, con là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Ở đâu? Bắt xe đò quay ngược trở về đây. Làm gì? Thầy ơi, con xin con số đi thầy. Ngươi có biết đây là đâu không? Dạ không. Tao nói luôn đây nè, đây là động bàn đề. Trời, động bàn đề. Vậy thì đúng động luôn rồi. Con nói thầy nghe nha, cái ngày hôm kia con nằm chiêm bao, con thấy một người con gái rất là đẹp. Đẹp à? Dạ, tôi cua con á thầy. Ta nói nó xấu mà xấu nhất thế gian, xấu toàn thế giới, xấu gian danh bốn bể, xấu rạng rỡ non sông, xấu banh nhà lòng, xấu lòi ra chợ lớn, xấu xúc phạm giáo dục, xấu sỉ nhục giáo khoa, mà cũng đòi có gái cua. Xin lỗi thầy. Xấu nhưng mà kết cấu nó đẹp. Trời ơi. Bên ngoài đổ nát quan sơ, như bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình. Có luôn hả? Nó cua con là nó dê con. Đúng rồi. Quất sông dê 35. Đúng. Đúng đúng không? Dạ. Sao chịu hả thầy? Ừ. Đức quớt. Đúng rồi. Sao đúng thầy? Trễ quá. Con gặp thầy trễ quá con ơi. Chứ gặp sớm là con hên rồi. Sao thầy? Để thầy kể cho con nghe. Chủ gì thầy? Sao thầy? Con biết không? Sao? Cái vụ đó là con sai rồi. Sao sai thầy? Chuyện này là chuyện trai gái. À đúng rồi, chuyện trai gái. Nó cua con đúng dạ, không? Ừ. Chuyện trai gái là chuyện trái gì? Gai. Mà trái gì có gai? À con biết nè. Trái gì? Trái gất nè. Trái gất đem nó coi con nha. Không nha. Phải hả? Không phải trong bàn đề nha. Trái gì bự hơn đi. À có luôn. Trái gì? Trái mít nè. Bự hơn chút xíu nữa đi con. Có luôn trái mít thái. Trời đất ơi, tại sao trái sầu riêng mày không nghĩ? Hả? Đó là diễn tại một con điên. Tại trái sầu riêng mày không nghĩ? Dạ rồi, trái sầu riêng lại quýnh số sầu riêng thôi. Trái sầu riêng mà trai gái trái sầu riêng thì nó bị cái gì? Bị sida. Đánh còn ếch. Gì đảng hậu trời. Sầu riêng sida của con ếch. Lãng thầy. Sida. Mà sida tiếng Anh là gì? Ếch. Ờ, dịch nghĩa về tiếng Việt là ếch. Đánh con ếch. Trời ơi. Con bái phục thầy. Thầy ơi, thầy quả là cao nhân đắc đạo. Trời thầy ơi, con bái phục thầy lắm. Nhưng trai gái cũng gặp phải con ếch. Thầy ơi. Thầy ơi thầy, nhưng con đúng rồi. Thầy ơi thầy, con nhờ thầy. Dạ. Cũng vừa ở trên câu chuyện của con hồi dạ, nãy con luôn. Sao thầy? Thầy sẽ bàn cho con một con. Một con số đổi hơn thầy. Số mấy thầy? Rồi bắt đầu sẵn sàng chưa? Thầy lên thầy bàn cho con đây. Dạ. Ê! Con lấy 30 con cộng cho 3, con trừ cho 5, sau đó con chia lại cho 8, tất cả chia cho 17, rồi sau đó con nhân cho 25, nhân cho thêm cho 55 nữa. Con lấy căn bậc 3 bình phương là nó ra bao nhiêu? Nghĩ phải. Mai tính còn không nổi nữa gì con tính nổi thầy. Vậy thầy cho con cái khác dễ hơn. Dễ dễ một nụ em biết được. Con bao nhiêu tuổi? 35. Đánh 35 đi con. Trời ơi sao con rồi. 35 nó mẹ 35 đi. Dòng do tam quốc làm tức đập mẹ hư điện thoại. Trời ơi chắc ăn 35 phải không? Ừ chắc ăn con. Chắc không? Chắc rồi chắc rồi. Ra phải không? Chắc rồi. Cảm ơn thầy. Con về.
Ê, có gì đó thầy? Không phải vô chửi thầy là được đi về đâu. Tại sao con vào vội vã, con ra đi vội vàng vậy? Quên. Thầy nói con nghe. Gì thầy? Nhang đèn đồ đó thầy cũng mua bằng tiền, thầy cúng thánh, thầy dọc lòng với thánh. Dạ. Có gì đi con? Con có cái này con gỡ cho thầy. Ừ. Dạ. Cái này hơn 10 ngàn, hơn 100 triệu mấy nữa thầy. Ủa sao con? Con có tiền trong thẻ thì con gửi tiền mặt đi, tại sao con gửi thẻ cho thầy? Dạ cái này quý hơn. Mà thẻ ngân hàng mà bây giờ làm màu đỏ lấp lao đánh đẹp dễ sợ con ha. Ê cho có cái mặt mày nữa nè, trời ơi mặt ưng dễ sợ cho mặt con. Ê, lần sau nhớ nha, đi ra gửi thẻ là phải đưa tiền xăng cho thầy nha. Tại ra là mà không xe đưa rất tận nơi luôn thầy. Đi đó hả? Ồ, để có thầy có ngân hàng là phải lãnh nha, ngân hàng. Công an. Ờ con. Dạ. Thầy nói nghe nè. Gì thầy? Bữa nay rằm. Thầy rằm phước. Làm phước hả thầy? Cho con đáp. Thầy xin lỗi con, thầy có việc thì đi trước nha. Anh đã bị bắt. Tôi tội gì mà bắt tôi? Lừa đảo và chuyển tiền mê tín dị đoan. Lục soát xung quanh, xem có bất kỳ manh mối nào báo lại cho tôi ngay. Chào cảnh sát trưởng. Chào các anh, rất vui vì các anh đã tới. Tôi vào thẳng vấn đề nha. Trong 3 tháng vừa qua, tại thị trấn CXV của chúng tôi đã xảy ra rất nhiều vụ thảm sát. Và đây là nạn nhân thứ tư. Điểm chung của tất cả các nạn nhân là đều bị móc mắt và đều mang đôi giày đỏ. Trong thị trấn của chúng tôi chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này. Tôi hy vọng các anh có thể hợp tác với tôi để tìm ra hung thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh cứ yên tâm. Cảm ơn các anh. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa thi thể về để khám nghiệm. Có bất kỳ phát hiện gì mới chúng tôi sẽ báo lại với các anh. Cảm ơn anh. Mang đi. Chào các anh. Tại sao? Tại sao lần này chúng ta không thể nhìn thấy được linh hồn của người chết? Đi tìm họ đi. Tôi có thể nhìn thấy cô. Tôi biết cô chết oan. Tôi hứa sẽ giúp cô điều tra vụ án này. Nhưng cô có thể chỉ ra cho chúng tôi một chút manh mối được không? Là một chiếc chìa khóa, chắc chắn là do hung thủ đã đánh rơi lại. Trên chìa khóa ghi rõ biệt thự CXV, nhưng nơi này 10 năm trước đã bị cháy rụi rồi. Bây giờ ở đó là một cái nhà hát. Có lẽ tất cả manh mối sẽ bắt đầu từ đây. Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến đó. Ladies and gentlemen, và tất cả đã sẵn sàng. Hãy chào đón một ngôi sao quốc tế đến với Việt Nam và lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu này. 1, 2, 3, Mạng Nhung Nguyên à! Happy Bola! Đứng lại! Xe dân! Long! Đợi tao dưới! Cái gì? Đợi tao dưới! Bây giờ đơn giản thôi. Kế hoạch như thế này, tao sẽ chạy theo tên sát nhân, còn nhiệm vụ của mày là ở đây bảo vệ cô gái đẹp, nghe được, chưa? Được, được. Khoan đã Long à, khoan. Cái gì? Mày nói tao bảo vệ ai? Cô gái đẹp. Đẹp đâu? Đây nè, cái cô gái đẹp nè. Oh my god. Đức. Bây giờ kế hoạch thay đổi. Tao sẽ chạy theo tên sát nhân, còn nhiệm vụ của mày là ở đây bảo vệ cô gái đến từ tinh lạ này. Tụi bay làm cái gì mà nồng nồng lên vậy? Nồng nồng là cái gì? Nồng nồng là xồn xồn á. Tao còn trẻ tuổi mà xồn xồn cái gì? Tao nói cho mày biết nè, lúc nãy tao với thằng Long phát hiện ra tên sát nhân, và bây giờ sát nhân chạy rồi, thằng Long nó rước theo rồi, hiểu không? Bây giờ nhiệm vụ của tao với mày là bảo vệ cô gái đến từ hành tinh lạ này. Cô gái nào đến từ hành tinh lạ? Trời ơi, người ta là Happy Bula, người ta nổi tiếng ở Thái lắm á bà nội ơi. Hả? Phụ tao đỡ mới vậy coi. Tìm cách đi kêu vậy. Tao có cách rồi.
Cách gì? Ô ô ô chẹp à, ô ô ô ô ô chẹp à, ô ô ô chẹp à, ô ô ô ô ô ô. Kêu cái gì? Anh lại nè. Happy Lola. Happy Lola. Dù trời. Dù trời trời. Mà lại cũng tụt mì. Mà lại cũng đi. Phạt cũng tí. Phạt cũng tí. Dẹp. Nè. Ủa mất mới gì vậy? Chị mới vừa đi vô. Chị đi toilet có chút xíu ở đây quậy banh cái nhà hát của chị vậy? Xin chào chị. Chúng tôi là nhóm thám tử. Nếu tôi mà chỉ cần tới trễ một chút nữa thôi, tên sát nhân đã giết Bola của chị rồi. À, tên sát nhân có phải là thằng này không? Ê, đúng đó rồi, bắt nó lại, bắt nó lại. Ê, cái gì đâu mà rần rần à. Cái thằng này không phải là sát nhân, nó là diễn viên trong cái nhà hát của chị. Hôm nay nó diễn ra sát nhân. Còn cái chị này là Happy Bola. Chị phải thỉnh từ Bình Thái về đây để chị diễn một cái tuồng cho chị. Cái tuồng có tên là Ai Giết Nàng Kiều. Ê, hỏi nhỏ cái chị. Rồi trong cái tuồng đó có chị á, ai đóng vai nàng Kiều xinh đẹp? À, bà đài đây nọ nhi nên Kiều. Thật chứ yêu ha. Ta nói à, Kiều phiên bản Thái nó lỗi như vậy luôn á. Ê, ta... vậy còn con dao? Trời đất ơi, con dao này nè. Con dao này có cái gì dao bạc không? Dao giả này. Sao? Không sao thiệt. Dao đạo cụ. Dao đạo cụ mà. Sao nó giống con dao thiệt của tao dữ vậy mày? Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn mà mày ơi. Nó sát nhân. Tao thấy ngươi rồi, đừng không mà trốn thoát chết đi. Mày làm cái gì mà mày nồng nọc lên vậy? Nồng nọc cái gì? Mày có phải con ếch cho mày nồng nọc? Mày đi ra đây. Không. Mày nói đang sát chân đứng kế bên mày kia. Không được. Mày chán rồi nè, tao bắn mày về tao khổ quá trời. Bây giờ đứa nào là bạn tao bước sang bên trái. Rồi thì hung thủ nó cũng đi ra không đâu luôn. Nó đâu rồi? Tao mà tụi bay quá, tao nói một lần nữa, bây giờ đứa nào bạn tao bước sang bên phải. Khi mà bạn tao bước sang bên phải thì chắc chắn sát thủ đi đâu luôn vậy. Rồi mày bình tĩnh được chưa? Tao sao bình tĩnh được? Người ta đang tập tuồng. Trời ơi. Kêu ha. Mà sao mày đi kêu ha ha. Đó, nghe người ta nói chứ. Em còn mấy cái này là mấy con dao giả. Dao cũng chỉ dĩa tôi gì? Trời không tin, tôi không tin. Đừng có chuyện cái tôm nha người, chị sợ cái tôm lá. Tôi tin. Đây đây. Con dao này là dao thiệt á. Ấy. Thân giác tài ha. Nói gì vậy? Bà nói để bà thử cho coi. À. Yeah. Ủa, là dao đau cụ hả? Ừ, hay quá vậy. Dao đau cụ. Thử coi. Yeah. Dao đau cụ mà có rỉ máu nữa kìa. Yeah. Cái gì mày ngập ngừng cái gì trong mọi trong khi mọi người rất là vui vẻ. Cái này mới dao đau cụ nè. Qua đây nhờ một chuyện. Mày biết tiếng Thái đúng không? Đúng. Mày dịch cho tao nha. Ờ. Cô Happy New Year ơi. Mày bị điên hả? Cô Happy Pola ơi. Happy Pola. Tôi thật sự là tôi không muốn giết cô đâu. Đừng son xăm gì ha. Tôi tưởng đây là con dao đạo cụ. Đừng son xăm gì ha. Tôi mới đâm cô khí thế như vậy. Nước sơn xăm xì ha cho chết bẹt ra. Nếu như bây giờ cô may mắn cô sống sót, tôi hứa tôi sẽ lấy cô làm vợ. Nước sơn xăm xì ha hồ chết bẹt ra xì bẹt ra. Và tôi sẽ yêu cô suốt đời, yêu cô mãi mãi. Yêu mà yêu mà yêu em mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ em
được. Mày là một người đàn ông tàn nhẫn. Dịch theo cái lời bài hát tao đi. Tao sẽ yêu cô ấy suốt đời suốt kiếp, với một điều kiện, cô ấy phải còn sống. Mày hứa nha. Đàn ông hứa là phải làm. Cái này mới giao thiệt nè. Cho nó lên, cho nó lên, cho nó lên. Nhưng mà người ta còn sống cho mà. Cho sống nó lên. Nó sao mày cũng thép hả? Cái gì? Sao mày cũng thép hả? Chết. Sao mày cũng thép hả? Chết. Bà nói gì vậy? Bà sẽ về Thái, bà cưới mày làm chồng. Oh no. Hạnh phúc mãi mãi nha Đức. Nhà yên ổn mày đừng về. Happy con à. Mày già rồi con ơi là trời. Một cái gì vậy? Trời ơi là trời luôn á. Tự nhiên cái mày sao mày chạy vô đây được vậy? Tao canh bả bắt taxi đi, tao mới lẻn vô đây nè. Tụi bay vừa thôi. Phải nhớ là mình vô đây để làm nhiệm vụ chứ không phải để dẫn chơi. Thế nào bà bước vô bà cũng sẽ chửi là tụi bị quậy banh cái nhà hát của chị rồi. Happy Bola về rồi chị phải bắt đền hợp đồng. Và nếu không chị sẽ gọi cảnh sát trưởng. Mày khùng quá, làm sao mà cô ấy nói điều đó được. Trời đất ơi, tụi bay quậy nát cái nhà hát của chị rồi. Happy Bola bây giờ phải đi về nước rồi. Tụi bay mà không đền hợp đồng cho chị hả? Chị gọi cảnh sát trưởng. Khỏi gọi đi chị, em gọi sẵn rồi, chị nói chuyện thôi. Tôi đây. Ê, có gì? Tao có linh cảm không lành á. Linh cảm gì? Hình như ở đây đang có một quan hồn. Cảnh sát trưởng nói với chị á là họ phải hợp tác với mấy đứa để điều tra. Mà mấy đứa cần điều tra cái gì ở đây vậy? Bởi vì chúng tôi tình nghi tên sát nhân hàng loạt đang ẩn đấu trong nhà hát này. Không thể nào được như vậy đâu. Tại vì cái nhà hát này, ngoài cái sảnh này lớn ra thì còn lại chỉ có một phòng của chị. Không còn chỗ nào để cho tên sát nhân trốn đâu. Nhưng trước đây, ở đây là một căn biệt thự rất rộng lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều đường hầm bí mật. Đúng là như vậy. Đúng là ở đây trước đây có rất nhiều đường hầm. Nhưng mà kể từ khi ông chủ của chị mua lại, ông đã lắp hết những tầng hầm đó rồi. Chị chắc chứ? Chắc chắn. Mà em à, tên sát nhân đó, hắn đã giết nhiều người chưa vậy? Hắn đã giết chết 4 cô gái với cùng một đặc điểm, đó là họ đều mang giày đỏ. Chị cũng mang giày đỏ. Ôi, không sao hết, không sao hết. Đã có tụi em ở đây, chị không việc gì phải sợ. Tụi em sẽ bảo vệ chị. Đúng rồi đó, có tụi em ở đây, chị yên tâm đi, tụi em sẽ bảo vệ cho chị mà. Đúng rồi đó, hay là tối nay mấy đứa ở lại đây đi. Chị sẽ chuẩn bị cho mấy đứa giường ngủ. À nhưng mà không được nữa. Tại vì ở đây, ngoài chị ra, khi mà đàn ông muốn ở lại thì người ta phải dịu dàng, duyên dáng giống như chị. Mấy đứa ơi, dễ thương quá. Rồi bây giờ đi vô lấy cái giường ngủ đi. Đi, đi vô lấy cái giường ngủ. Lấy giường này. Ủa đi đâu vậy? Lấy cái giường á. Cái giường ở trong đây chứ bộ. Sao nãy chị ở đây? Đâu có, cái này là chị ngoắc ngoắc vậy thôi. Giờ chị mới chỉ nè. Rồi có tay nào ngoắc, tay nào ngoắc. Cái tay này ngoắc nè. Hơn cái tay. Nhưng mà cái tay. Ủa nãy chị ngoắc sao vậy? Chị ngoắc nè. Thôi cái tay dẻ quá, là bữa chị em với nha. Ôi nghe. Bé dễ thương nghe. Trời đất ơi, may ghê á, may là có tụi em ở đây. Chứ chị ở đây một mình chị sợ lắm á. Ủa đâu có. Chị chưa bao giờ ở đây một mình hết á. Lúc nào bên cạnh chị cũng có hai người. Hay nói đúng hơn, đó là hai linh hồn. Một cô gái luôn nở nụ cười mang rợ trên môi. Và một bé có xương gãy dụng.
rồi. Vậy là đúng rồi. Hèn chi tối nào chị cũng có cảm giác á, như là có một người phụ nữ ở bên cạnh chị, mà ta ám ảnh chị, và bà ta đã gây ra những vết thương này. Khủng khiếp quá. Bà ta ám ảnh chị đến nỗi không bao giờ chị có thể quên được hình ảnh của bà ta. Có dừng dời, có dừng từ từ, tao mày từ từ đó nè. Mệt tụi bay ghê á. Dạ, từ từ thôi chị. À, ủa mà mấy em ơi, ủa cái giường này mấy em lấy ở đâu vậy? À, lấy trong phòng bảo vệ, cái ông mà chết rồi đó, các bạn thì mình thờ đẹp trai đàn ông lắm luôn á. Đất ơi, rồi sao? Lấy cái giường ở trong phòng ông bảo vệ chi? Ông đó là ông chết rồi đó, mà ông ghê lắm á. Ông chết rồi, nhưng mà cái hơi hám đàn ông của ông á, vẫn còn ở đâu đây? Lỡ chẳng may á hả, mà hả, tụi mình ha mà đụng vào những đồ vật liên quan tới ổng á thì lập tức mình sẽ bị rất là đàn ông đó. Mấy cái kia chứ thì nói rồi là đứa nào á hả mà đụng vô cái đồ vật của ổng là sẽ bị đàn ông. Chứ bây giờ phải làm sao? Chỉ có cách giải quyết. Quyết sao nè? Lấy cái hơi đó lấy ra đi. Có khác là được liền. Ủa tự nhiên sao quan cục đàn ông qua người em vậy? Chị có thể nào tháo ra giùm em được không? Chết rồi, chị xin lỗi, chị bất cẩn quá. Thoải mái quá. Đàn ông quá chị ơi, đàn ông quá trời luôn nè. Ê mày ơi, làm em quá, làm em quá mày ơi. Mày đi điên rồi, tao giục hụt mà. Bé này, lành ghê nó đây nè. Em nẻ con em vô. Thôi em né trong chúng em luôn rồi. Thôi mấy đứa ngủ ngon nha. Bây giờ chị sẽ đi vô thì ngủ đây mấy đứa ơi. Cái gì nữa chị? Vậy? Chị đạp trúng cái hơi đàn ông nữa đây nè. Cởi ra cho đã đi. Cởi ra, cởi ra, cởi ra. Đứa nào đã đùa nữa vậy? Xin lỗi chị. Bắt mình à? Lỡ chân thôi. Đá đi. Ê chị ơi, lá trong em đàn ông quá chị ơi. Em tất cả ai cũng nhìn thấy rằng chị đá ra ngoài cửa sổ rồi. Ngoài cửa sổ chị phải đây đâu. Em bé đốt gì? À, em xin lỗi em diễn sau. Mày làm tao hổ hồn luôn à. Thôi đi ngủ đi. Đi, đi ngủ đi, ngủ đi. Đi ngủ, đi ngủ. Đi ngủ. Hey. Hey. Sao? À, sao sao cúp đèn rồi sao mà ngủ? À. Tôi rồi. Tắt đèn. Cho nó đỡ tốn điện đó. Ê bà nói mày trốn không được hả? Nó làm cái ghê vậy. Ủa nhưng mà bây giờ không có đèn rồi sao mà ngủ? Ôi trời, lúc nãy vô lấy cái giường người ta đi địa thấy cái đèn cài trên cái bàn thờ đó. Thấy không? Thấy xong thấy trời. Thấy đi lấy đi ông nội. Đi lấy đi. Tự nhiên tài lanh không có đúng chỗ. Mày nghe cái tiếng móng tay cào 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 đâu không? Nghe. Hình như là bên dưới này. Ở dưới gầm giường á mày ơi. Đàn ông đi kiếm đi, đàn ông đi kiếm đi, đàn ông đi kiếm. Khoan đã. Chắc chắn khi tao với mày vỡ tấm màn này lên sẽ có người hù mình. Cho nên bây giờ tao đếm 1, 2, 3 vỡ lên, tao với mày hù ngược lại. 1 2 3 Hết hồn rồi. Hết hồn luôn á. Ủa tao hù dưới đây sao mày hết hồn? Tự nhiên tao nghe tiếng hù tao hết hồn mà. Mày đàn ông đi. Quên luôn á trời. Quên luôn á. Đưa cái đèn cày đây coi. Tanh lắm. Chắc là được giết bằng máu. Tao coi. Ủa, đây là lời của một bài hát đồng dao mà. Úp lá khoai. Yeah.
để bây giờ đào dông khắp nơi vậy? Đứng lại, đánh lại. Ở đây có một tấm hình. Trong hình có bốn người. Bốn người này chắc chắn sẽ có liên quan. Đằng sau tấm hình chính là khu biệt thự cổ, chính là cái biệt thự đã bị đốt cháy xây lên cái nhà hát này đó. Đức bà đã giết chết cha tôi. Bà đã ghen mẹ ông biến chúng tôi làm con gái. Bà ta đã hạ chúng tôi khổ. Bà đã dùng đôi tiền hồ khó đập chúng tôi. Tôi sẽ giết bà ta. Trúc, chạy đi, chạy khỏi đây đi. Tại sao vậy, có chuyện gì? Tên sát nhân không phải là con người, mà là một con quỷ. Quan hồn kia, nếu như ngươi không dừng tội ác của ngươi lại, ta sẽ thiêu chết ngươi bằng ngọn lửa thiêng này. Hey! Tại sao bà ta luôn muốn giết chị vậy? Bởi vì bà ta chính là tên sát nhân đã gây ra tất cả các vụ án giết chết các cô gái mang giày đỏ. Và đây là vụ án đầu tiên mà tên sát nhân không phải là người, mà chính là một hồn ma. Quan hồn không thể nào là giết chết con người được. Chỉ có con người mới có thể sát hại con người mà thôi. Đây là chiếc hộp chứa đôi mắt của tất cả những nạn nhân. Mọi người cũng biết vì sao nạn nhân khi chết thường bị móc mắt hay không? Đơn giản là bởi vì giọng mà của nạn nhân sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng của tên sát thủ. Vậy thì đây chính là hình ảnh của tên sát nhân. Đây là hàng loạt vụ giết người tại thị trấn DXV. Là của tao. Rồi mà tại sao tụi bay vẫn tìm được? Chính quan hồn của hai đứa em ông đã đưa cho tôi vì chúng đó muốn ông phải dừng tay lại. Có lẽ đã đến lúc tôi phải dừng lại. Nhưng trước khi tôi dừng lại, này cậu Dương, đừng nghe à? Trước khi tôi dừng lại, tôi phải làm một việc. Chỉ có cái chơi mới ngăn cản được tôi. Và tôi cần phải chết để gặp lại các em của mình.
thể giúp ông thoát được tù đầy ở trần gian, nhưng không thể nào thoát được tù đầy ở địa ngục. Ông phải trở về địa ngục để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Tôi lại phải lao đầu vào các cuộc điều tra vụ án tiếp theo. Và vụ án tiếp theo sẽ còn gây cấn hơn vụ án mà mọi quý vị vừa theo dõi. Đó chính là vụ án bí mật đôi dép Lào màu đỏ. Xin được chúc mừng một thám tử Âu Dương của nghệ sĩ Trịnh Tuấn Trung. Dạ đúng. Hãy nhìn cho kỹ đi. Hai cái iPad. Mày thấy đau ghê không? Mày thấy đau ghê không? Hai cái iPad luôn mày thấy ghê. Ôi rồi hai cái iPad này xài sao chứ phụ? Bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó nha. Sư phụ buồn lắm. Không tin luôn á trời. Tất cả đến rồi. Hành động. Cái gì không lấy đi lấy tóc giả là sao? Thầy ơi, con không có biết. Bây giờ đừng có quan trọng điều đó. Con lấy những món đồ rất là giá trị. Đâu, đưa cho thầy coi. Đây, bóp tiền. Bóp tiền, giỏi lắm con. Điện thoại. Hay quá con ơi. Còn nữa sư phụ à. Cái gì nữa? Đây, sổ tay. Sổ, cái gì hả? Sổ liên lạc. Sổ. Sổ đầu bài. Thấy ghê chưa? Mày à, mày còn cái sổ gì mà nó ghê hơn nữa không? Dạ con. Sổ gì? Sổ lãi. Mày cũng điên hả? Mày lấy sổ lãi chi? Con lấy sổ lãi cho con. Con mập cũng được gì mấy con lãi á. Mệt quá. Nhưng mà đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng là bóp tiền, nó rất là dày. Đúng rồi, bóp tiền. Bóp tiền, có cái gì trong đây? Bóp tiền. Không có tiền mà có bài không gì? Có chữ nè. Tụi mày đã bị bắt. Mình đã bị lộ chân tướng rồi. Rút. Quay. 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 Trời ơi, sao quýt quá vậy? Quay. Quay. Sao tự nhiên bắt sư phụ tôi? Mấy người có nghe mấy người bắt tôi nè. Quay. 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 Ai trời, ai trời. Ai. Ê, trời trời, nó giỡn mày làm thiệt hả? Ê! Ê! Cái gì? Điện thoại. Alo. Tôi chính là kẻ bắt cóc đệ tử của ông đây. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói sư một điều là... Sư phụ ơi, cứu con. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói là với ông là sư phải... Sư phụ! Chị bắt cóc. Chị bắt cóc. Dạ. Chị đưa cho ông đệ tử em nói chuyện nghe. Chị bắt cóc. Sư phụ ơi, cứu con! Mày lên đây! Sư phụ ơi, cứu con! Mày có câu nào khác không? Mày cứ sư phụ cứu con hoài! Cứu con, sư phụ ơi! Trời ơi! Mày có sáng tạo rồi đó! Bây giờ là mình bị bắt cóc mà đúng không? Ha, thì dạ, mình dạ. Cũng phải lịch sự! Chỗ người lớn người ta nói chuyện nha, mày trò trò cái mỏ vô sao tao nghe tao nói cái gì? Dạ, dạ, con hiểu rồi, con hiểu rồi! Ngoan lắm! Dạ! Sư phụ ơi, cứu con! Ai? Ủa, hình như chị mới bẻ cổ đúng không? Đúng rồi đó! Dạ, cảm ơn chị, nó nói nhiều quá! Bây giờ chúng ta trở lại đề tài chính được chưa? Dạ. Ông biết Vũng Tàu không? Dạ em biết chị. Ông đến bãi trước. Bãi trước Vũng Tàu. Đi xuống biển. Đi xuống biển. Bơi ra bãi sau. Bơi ra bãi sau. Leo lên bờ. Leo lên bờ. Đi bộ ra bãi trước.
xí 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 đi bộ ra bãi trước làm chi? Cho khô đồ. Dạ cảm ơn chị quan tâm anh nha. Giờ mình vô vấn đề chính luôn đi nha. Khi ông leo lên bờ, ông sẽ gặp một người giữ bức mật thư. Một người giữ bức mật thư? Đúng. Trong bức mật thư có ghi gì không? Địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của ông. Địa chỉ ở đâu? 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Dạ, chị bắt cóc ơi. Sao? Vậy cho hỏi em có cần ra Vũng Tàu không? Bây giờ chị nhắc lại một lần nữa nha. Em phải ra Vũng Tàu, em gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư mới có địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Em hiểu chưa? Không, em là em hiểu chị rồi đó. Nhưng mà chị không có hiểu em. Bây giờ là em đã biết cái địa chỉ giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Vậy em ra Vũng Tàu không chị? Bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ tóm lại em phải ra Vũng Tàu gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư có địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, hiểu chưa? Không, bây giờ em biết cái địa chỉ đó rồi. Em biết chính xác luôn. Đúng không? 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Đúng không? Vậy em ra đó làm chi? Đúng không? Phải giải thích tôi hiểu chứ. 500 anh em của tôi đã hiểu, chỉ duy nhất một mình ông hiểu. Bây giờ ông không tới tôi xử đệ tử của ông. Cấp. Alo. Ơi. Alo. Ơi. Alo. 30 phút mà đi ra Vũng Tàu theo bà nào nói chắc không kịp đâu. Thôi, được rồi. Mình sẽ sử dụng phép dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người hãy để ý. Đây là một cái khăn, nó có phép ảo thuật dịch chuyển tức thời. Thời. Đối tượng đã xuất hiện. Bây giờ phải làm sao? À, đối tượng đã xuất hiện rồi thì hãy mau xuất đầu lộ diện luôn đi. Hey, hey. Tao đang xông hơi mày. Tao đang xông hơi mày phá tao không mà. Alo, đối tượng đang xông hơi vì đối tượng bị bệnh. Phải làm sao? À, giết hả? Giết, ok. Dạ, giết. Anh ơi, giết. Mày khùng hả? Mày tao xông hơi mắc gì đòi giết tao không? Ấy, giết em ông á, trời ơi, khùng dễ sợ. Ai, đứng lại! Gì vậy? Mày dám giết em tao à? Ai là người bắt cóc đệ tử tao? Em, xuất đầu lộ diện. Là sếp của em. Là ai? Là sếp em. Ai là người bị bắt cóc? Là con. Ai là chủ bắt cóc? Là tôi. Lộn rồi má ơi. Trời ơi. Chú Phụ. Đệ tử. Trời ơi, con nhớ chú Phụ quá. Chú Phụ. Chạy. Nhanh. Trời ơi, ra đây luôn đi. Trời ơi. Thôi. Bớt chạy đi, mới chạy vòng sát sinh ba đứa rồi kìa. Thôi, tụi bay diễn dữ vậy. Trời ơi, người ta làm thì mình phải diễn chứ. Em lấy tiền mà chị. Tao trừ luôn hết. Ba là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao bà bắt cóc đệ tử của tôi? Điều đó không quan trọng. Tôi có mặt ở đây làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Cái gì cũng không quan trọng thì bắt chi vậy má? Đi. Đi là giết. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Đã nói là điều đó không quan trọng. Bà kêu bà bắn đi rồi bà chết luôn đó bà. Trời ơi. Ô, trừ luôn tụi thằng hết. Tóm lại, tôi bắt hai người tới đây là muốn xem ông biểu diễn ảo thuật. Bà điên rồi. Tôi làm gì biết ảo thuật. Tôi chỉ là một ảo thuật đường phố. Làm sao làm được ảo thuật lớn cho bà coi. Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Đó có phải là đạo cụ đồ dùng của ông ngày xưa đã dùng ảo thuật hay không? Cứu em với. Sao vậy thưa ông? Không. Không phải là của tôi. Tôi không biết ảo thuật. Đi. Vậy thì chết. Mà không phải là ông, mà là đệ tử của ông. Nếu bà cần, tôi sẽ làm cho bà. Cũng được. Chú Hữu. Làm thử coi. Tôi mới gặp bà lần đầu. Tôi có thể dùng trí óc của tôi đọc ra suy nghĩ và biết được số điện thoại của bà. Nói chuyện không chỉ lên đầu. Của bà. Làm đi. Được. Điện thoại đâu? Dạ ơi, con nhớ bắt cóc anh những ngày trôi qua.
Trời ơi, sao sư phụ hay vậy? Sư phụ biết được số điện thoại bà? Bà mới gọi tao nhật ký điện thoại vẫn còn mà. Bây giờ sao? Bây giờ tôi không cần nói nữa, mà tôi có thể biết số điện thoại của ba thằng đệ tử của bà. Bằng thức thôi miên. Hãy ngủ đi. Ôi! Wow! Sư phụ xuất sắc! Đỉnh đó mày! Đỉnh! Vậy còn người kế tiếp? Người kế tiếp mà hãy ngủ đi. Ôi! Wow! Con không thể nào tin được sư phụ! Tao cũng không tin tao luôn mà! Đỉnh của đỉnh! Vậy còn người cuối cùng? Người cuối cùng mà hãy ngủ! Ê ba, em gào ấy chị. Ba mày gọi đúng chỗ lắm. Trời ơi, con chưa kịp là làm đi. Làm lại. Hãy ngủ đi. Ê! Trời ơi chị ơi, anh có số điện thoại em thiệt mà, hay thiệt. Mà sao em tắt nguồn? Ủa sao em có hai cái điện thoại nè chị ơi? Cây này của tao. Ê! Đó chính là một bài giả đâu. Ông không được giỡn mặt với tôi nữa. Tôi giỡn bà nào? Nếu như ông không nhớ thì bây giờ tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Có nhắc cái gì? Ông phải biểu diễn một trò ảo thuật đã đưa tên tuổi của ông lên hàng ngôi sao trong làng ảo thuật. Ôi! Chị... Tôi có biết làm cái gì đâu. Ê! Ông đã gần nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi đó. Tôi chắc chắn làm xong trò này ông sẽ nhớ hết tất cả thôi. Đó là trò gì? Trò gì? Cứu học trò của ông trong biển lửa. Bắt nó! Cái gì vậy? Đem ra! Ông làm cái gì vậy? Cứu lấy học trò của mình đi! Hãy cứu lấy học trò của mình đi! Nó sẽ chết trong biển lửa! Đệ tử! Con sư phụ ơi! Sợi lửa, con muốn chết sư phụ ơi. Sư phụ cứu con. Sư phụ ơi, sư phụ cứu con, sư phụ ơi. Cứu em đi, cứu em đi em ơi. Cứu em anh Nam ơi. Lửa lớn lắm rồi. Anh chạy trước đi, anh chạy trước đi. À! Cứu em anh Nam ơi. Thôi thì mình cứu tôi mất một người thân rồi. Bây giờ tôi không thể nào mất một người thân nữa. Sư phụ sẽ cứu con đây. Tại sao lại là bà? Tại sao lại là bà? Em làm tất cả các chuyện này là muốn anh nhớ lại 20 năm trước. Anh là một Lê Nam, một nghệ sĩ. Thu thổi mà nhiệt tình lắm. Lỡ tôi chết rồi bà bỏ tôi lần nữa ha. Không, anh cứ biểu diễn đi. Em không sợ đâu. Anh Nam rất là chịu khó. Nói chung là thôi thì chưa một lần nào làm thì mình chơi cái nào khó khó chút xíu đi. Anh Nam nói thôi cho anh làm với lửa, là thổi lửa. Anh Nam nói anh không biết tâm anh làm cho bằng được cái chuyện đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Vũ Trần rất nhiều. Thật sự rất đáng quý với những cố gắng và nỗ lực của anh Lê Nam để có thể truyền lửa cho quý vị khán giả. Và cái giá phải trả là không còn sợi râu nào cả trong suốt quãng đường vừa qua. Dạ, đã tập luyện rất là cực lực. Tôi có cạo trước rồi. Ủa vậy hả? Cạo đầu là trái rồi rủi hết lo râu. Không biết là bạn cố vấn của chúng tôi có ai đã từng thử thổi lửa chưa? Hồi nãy giờ tôi ngồi tôi nghe hai người nói cái chữ thổi lửa rồi đó. Phun lửa. Cái này người ta phun lửa. Dạ. Người ta phun mệt gần chết rồi kêu thổi. Cái ông cố vấn này cũng vậy nè. Người ta cái đó là người ta phun lửa. Còn thổi lửa là ông ngồi dưới bếp, ông cầm cái ống tre, ông thổi, gọi là thổi lửa. Chưa nói em là Linh khó tính mà không ai tính. Khó không?
Tôi khó lắm, lý là tôi không khó với ông này đâu. Tôi không khó với ông này mà tôi khó với ông đó. Dạ, ông dạ. MC gì mà duyên dáng dữ vậy trời. Đó con mèo suối ăn chặt em. Trời ơi, em thấy anh Hoàng là xuất sắc luôn á. Tại vì anh luôn mang tới nhiều tiếng cười đến cho mọi người. Mình có thái độ của em thôi, mình quay lại với cuộc cuộc thi của anh mà đúng không? Có những gương mặt mà mùng 1 tới tôi không dám gặp, đó là Lê Nam. Sao vậy? Gương mặt lúc nào cũng buồn. À, gặp là mặt buồn lắm. Mặc dù cười sàn đốn nhưng mặt vẫn buồn. Sao vậy? Không biết. Đúng. Nam phát hiện tiêm phi lông. Ở trên cái mặt đó, trên cái đó. Bây giờ tôi nhận xét vào tiết mục nha. Các bạn có cái tứ rất là dễ thương, nhưng có những cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải lưu ý để cho nó hoàn hảo hơn. Đó là khi Hồng Đào bước ra lần hai, thì một cái sự khôn khéo của các bạn là dùng một cái bao để trùm cái đầu người này lại. Nhưng các bạn lại quên đi rằng cái đầm ở dưới. Riêng đối với Lê Nam á, em bắt đầu có sự chuyển biến. Em cũng hết cái rụt rè chậm chạp như hồi trước đây. Chúc cho Lê Nam cũng như tất cả các bạn thí sinh chúng ta ngày càng sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đại ca! Đại ca ạ! Đại ca! Cái gì cũng phải từ từ. Có gì đâu mà khóc như vậy. Tiểu đệ, bình tĩnh đi. Đại ca à, như đại ca cũng đã biết, mẹ của em gửi em đi học võ ở đại ca được 80 năm trời rồi. Nhưng mà 80 năm nay đại ca không hề dạy em một môn võ nào. Chỉ tối ngày bắt em lau nhà giúp rửa chén không à. Đại ca, hôm nay đại ca dạy võ cho em đi đại ca. Tiểu đệ, tiểu đệ có biết là những môn phái như rửa chén, lau nhà, quét nhà, tắm chó cũng là một trong những công thức để rèn luyện thể công hay không? Được đâu đại ca, không có được đâu. Bây giờ em đang bị ăn hiếp làm sao đây? Hả? Ai, ai dám mạo phạm ăn hiếp tiểu đệ của ta? Nói! Không ai khác. Đó là Khả Như cô cô. Ủa sao vậy? À, đừng có đụng với nó, vô tù ở đó cưng. Nhìn đi. Không được, không được. Nhưng mà không, tại vì em thích Khả Như cô cô quá. À, cái gì nhưng vậy? Mà em không có động được vô người Khả Như cô cô. Tại vì võ lực của em không có cao cường bằng đại ca ạ. À. Bây giờ đại ca phải dạy cho em đi. Em muốn học võ đại ca ạ. À. Đại ca chỉ cho em đi. Thôi được rồi, ta sẽ chuyển nhượng tiểu đệ cho một người đại sư huynh của ta. Đó là ai? Đan Trường, à không, gì anh vậy? Bò, à không, anh Tấn Bò. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nghệ sĩ Tấn Bò trong tiểu phẩm Khí Thế Anh Hùng. Mắm đi bà con cô bác ơi, trứng cút chiên đi, trứng cút chiên đi, chả cá đi anh ơi, nói trứng cút chiên hả, chả cá nè anh ơi, anh trứng cút chiên chả cá, trứng cút chiên chả cá, đây trứng cút chiên nè, đuổi đi trời, đây anh ơi, trứng cút chiên nè, chả cá, trời ơi trời ơi, mấy cha mấy mẹ ơi, mấy cha mấy mẹ buôn bán cái gì cho người ta rau chứ. Trời ơi, ai mua son phấn không? Bãi. Vậy mua giúp một con cây son hợp phấn đi Bãi. Mày vô duyên quá, tao buôn bán giữa chợ dưới đò, mua son phấn làm gì? Bãi không xài, Bãi cho con heo xài. Trời ơi, ý mày nói tao heo quá hả? Không phải, ý con nói là heo của Bãi á, kiếm rịm mà. Hả? Bảy mua hộp son với cây phấn, Bảy chà lên, người ta tưởng heo tươi, ta mua cho Bảy à. Trời ơi, tiếng có nghĩa là nó là heo của tôi là heo bệnh nè. Cái thằng này muốn tao xài. Đúng rồi, Bảy ơi. Bảy ơi. Mọi người im lặng, có chuyện gì để luật sư trợ giải quyết. Mày chỉ đúng hướng quá. Dạ xin lỗi cậu, con hố. Đây cũng hố. Ai cầm luật sư? Dạ đây. Chuyện gì? Dạ đâu có gì đâu. Em hỏi luật sư nè. Em có nói ở đâu heo có Bảy tím riệm. Em kêu mua hộp son phấn trà lên đó cho heo tươi rồi. Vậy Bảy đòi chém em à. Khoan khoan Bảy ơi, Bảy, Bảy ơi, nghe tôi nói cái đã. Bảy, quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: một câu nhịn chín câu lành. Đúng. Hai câu nhịn 18 câu lành. Phải rồi. Ba câu nhịn xả 27 nhát. Hay lắm. Cái gì vậy trời ơi trời. Khoan khoan khoan, nói chơi thôi. Bảy nóng quá nổi mụn chết. Tao nói hả, sáng sớm nghe tao buôn bán nghe Bảy. Cái thằng quỷ này nằm một lát nữa đi tao bán ế nha. Để chút tao xả thịt mày ra tao làm heo luôn đó. Không có người mở hàng cho Bảy đúng không? Ế nè. Tôi mở hàng cho Bảy được không? Trời ơi thiệt không vậy? Thiệt. Trời bo tốt bụng quá. Giúp Bảy
bảy đi, mở hàng lại giùm bảy đi. Nè nguyên cái đùi ngon không? Cậu mua về nè, cậu hầm đi cho cha của cậu ăn. Bổ bổ mấy cái khớp á, mấy cái khớp. Trời ơi bảy ơi. Bộ bay sức dầu xanh hả? Sao cái giò nó xanh lè xanh lét vậy? Có Diệu nè. Qua đây. Gì nữa đây? Bảy kêu Diệu hả? Đưa đây. Hồng hào. Ô là la. Ăn vô chết à. Ê bậy rồi. Trời ơi bậy bán ở đây mấy chục năm cái chợ này có ai ăn mà chết đâu. À không ai ăn chết hả? Ờ. Thôi bậy ráng giữ lại bậy đem về gia đình bậy ăn đi, bảo đảm ngày mai có người chết. Bậy ơi gì? Tính tiền. Tiền gì mày? Trang điểm cái đùi heo. Trời ơi mày muốn tao chém chết. Trời đất ơi lấy đã sạm chịu trả tiền ta hung dữ dễ sợ. Anh Bo. Cái gì nó đây? Lấy Diệu đi Bo. À. Nửa đời còn lại Diệu sẽ nâng khăn sửa túi cho Bo. Trời ơi. Lấy Diệu nghe Bo. Trời. Hả? Bo. Bo lấy Diệu à. Đúng rồi. Diệu ơi, dù biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chỉ cũng về với em để mừng ngày em xuất gia. Dạ kìa bà nội. Cái gì vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi, người ta xuất giá theo chồng hả? Chiêu giá. Tiếp. Để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má. Ngày mà tôi đi sang tầng nhạc này xin nhớ hoài, đường in dấu khúc nhạc mà tôi nhớ mãi không quên. Thầy luôn nhớ sao dừng lại cậu? Đang vui mà cậu. Tiếp cậu. Vô. Tăng 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 tăng. Sao mày không tăng nữa đi? Sao mày không tăng nữa đi? Con tăng là con tiêu cậu ơi. Ai cha, ai cha cậu ơi cậu. Gì vậy? Tự nhiên con muốn đi. Đi đâu? Con đi đây. Tiền bán cái chợ đâu? Em đâu có bán gì đâu anh. Ngồi đây. Dạ. Mày nữa hả? Dạ. Chứ ai nữa? Ngồi im đi tao. Thì nãy giờ ngồi im mà. Vậy? Dạ, ngồi à, đây. Tao có cái gì sai rồi đó? Không, hai anh em mình cùng đúng đó. Đúng thì mày ngồi im. Dạ, ngồi im mà. Vô dây hàng thẳng lối đàng hoàng coi. Vô rồi. Tao phát hiện bây giờ. Mày nhảy tao theo mà. Yeah. Yeah. Ô là la. Mày giỡn mặt với tao hả? Anh ơi, khoan cho em nói anh ơi. Quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: tri nghĩa bất tri vô giọng giả. Giả hả mày? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao tới đây không tiền trả nữa chứ mày. Dừng lại đây. Sao tôi biết con đây vậy? Dạ ừ. Con kêu á cậu. Trời ơi. Ai ra đánh con tao? Thích thì đánh. Cao to mạnh mẽ, con chuột bự chà bá luôn. Ai cho ăn hiếp dân làng yếu đuối? Đó là chuyện của tôi. Tới đó thu tiền bỏ kê. Không có tiền bạc gì hết đi về. Ông nói gì ông ra? Yeah.
Mày đi đâu? Đi rất giàu ông nội. Ông già, ông hay lắm. Hẹn ngày tái ngộ. Bà. Thiệt. Con có sao không bà? Dạ con có sao thiệt. Kêu con học võ hồng thật không chịu học để người ta quýnh vậy hả? Tía à, mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng là được rồi. Vì quân tử động khẩu bất động thủ. Thôi, định nói sách có câu nữa đúng không? Dạ. Nghe ghi cũng quen rồi. Để dành nói cho bà con kia. Bà con, tôi thấy bà con lương thiện nên học ít võ để làm hồng thân với rèn luyện thân thể. Sẵn tôi có võ đường nè, nếu bà con thích theo tôi về tôi dạy miễn phí. Nè, người ta học võ người ta đi quyền làm gì mà bà bảy bảy chém chém mới ghê vậy bảy. Trời ơi sư phụ ơi, học võ con thấy khó quá. Tại vì con quen ở chợ ở đò rồi, con quen chém mà sư phụ coi nè, con chém nè, chém nè. Trời ơi, bảy bảy, ở đây là võ đường học chiêu thức không à. Bảy chém chém rớt đầu người ta sao bảy, bảy làm vậy sao được? Rớt đẹp quá đẹp. Bảy bảy bảy, bảy bảy bình tĩnh nha, bây giờ bảy tạm thời học quyền đi cho có khí lực rồi bữa sau dạy dạy bảy chém đao xong nha. Bò. Dạ. Tía thấy con góp ý người ta hay quá, sao con chịu vô học chung với dân làng đi bò. Tía à, con không cần học đâu. Quân tử động khẩu. Thôi, nghe viết quen rồi. Vậy con nói câu khác đi, con phải học võ. Có võ thì con mới phòng thân được. Người ta không ăn hiếp con được á bò. Tí yên tâm, tí đừng có lo cho con. Bây giờ vậy nè, tí đang mệt đúng không? Để con ra sau hè con leo lên con hái dừa cho tí uống, tí đỡ mệt chịu không? Nhưng mà con phải học võ chứ. Tí đừng có lo cho con không học đâu. Con hái dừa cho tí uống hà. Để đây. Dẹp giữa đường cho tao. Bay lên đầu tao ngồi luôn đi. Cái ông này nè, nãy đánh đàn em tụi mình đó đại ca. Tới đây làm cái gì? Ông già rồi. Ông về ông dưỡng già đi, đừng có xí vô chuyện của tôi. Không có xí gì hết. Ở đây là võ đường của tôi, không mà tôi xử anh đi về đi. Con đường là do ông chọn nha. Lên. Tía, bà con ơi, tía tôi có sao không? Tía không thể nào. Tía lo cho con được nữa bà. Con gắng sống giữ mình và bảo vệ cho bà con. Tía ơi, tía dạy. Tía ơi, tía kêu bà con gì? Tía dạy còn gian dở mà. Tía ơi, thu tiền bảo kê cho tao, ai không đưa đập hết cho tao. Yeah.
Phải không? Chứ còn sống hả? À, trời. Không nhờ miếng ngọc bội má mày tặng nhét trong đây không thôi là tía theo bả về chào ông bà rồi. Chứ nằm chứ làm con sợ quá vậy. Bo, tía thấy con là chưa từng học võ mà sao con đánh đẹp quá vậy bo? Tía ơi, con chưa từng thôi chứ con phải là con không biết. Ủa vậy hả? Con thấy tía từ lâu dạy các môn đệ đó. Con học lâu rồi. Trời ơi, con có khiếu, giỏi quá bòi. Từ nay chức trưởng môn tía sẽ trao quyền lại cho con dạy cho bà con nha. Tụi bay muốn gì nữa? Không có gì, tụi chỉ muốn xin gia nhập võ đường thôi mà. Nào các bạn, hôm nay là sinh nhật của Đại Dương. Chúng ta hãy hát bài sinh nhật Đại Dương đi nào. 2, 3, nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hello. Chúc mừng sinh nhật Đại Dương. Xin cảm ơn các bạn. Cái gì vậy? Trời, cái gì vậy? Con cất chiếc xe. Trời ơi, bây giờ tôi hết hồn mày. Xin lỗi đi. Lại nhảy lên nè. Trái. Không sao, dẹp liền tay cho ta. Dạ. Này, đem đi vô luôn. Chào các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hồng Hài Nhi. Tính tình mình rất kỳ, tắm không có bao giờ kỳ, luôn soi mối sân si. Bạn nào mà hay kỳ thị, lập tức mình bó xì. Trước mặt mình á thì phải quỳ, còn bằng không ăn ký. Quang hô đi. Lạnh quá chưa nói xong. Mình là Hồng Hài Nhi, rất thích ăn mì Ý. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Cô gái cơ bắp. Dạ. Đã chuẩn bị đồ ăn sinh nhật cho ta chưa? Dạ có. Có một rồi. Con tiểu yêu quái. Một con tiểu yêu quái hả? Dạ. Yeah. Con chân trời nữa. Đem vô đây cho ta. Dạ. Chuẩn bị ăn sinh nhật nha. Em không cần son phấn, duyên thầm xinh thật xinh rất thiệt. Duyên dáng. Gì vậy bà? Bà bắt cóc mà vô đây bà hái tung tăng mà nghe bà hát véo von vậy? Không có sợ ơi. Bị bắt cóc vô nhà trẻ mắc mới gì phải sợ. Trời, con nít dễ thương thấy sợ luôn. Dễ thương quá. Con nít dễ thương quá trời luôn. Thôi đi. Em chào anh. Em chào chị. Anh chị là phụ huynh của ai? Rước em nào ạ? Giả trong mặt nhà. Mày có biết là mấy cái con này là 1000 tuổi rồi không? Có tao với con nhỏ đó là mới 10 tuổi thôi đó. Ơi Đại Dương. Con mới có 9 tuổi à? À 9 tuổi à hả? Dạ. Ta chính là Đại Dương ở đây. Mày không sợ ta đúng không? Được. Để ta cho người thấy quyền lực của ta như thế nào. Nhất đi Khoan. Sao vậy? Tên ăn thịt em hả? Đúng rồi. Thì phải để em trả cho giống trong chuyện. Trời ơi, cắt đi. Đại Dương, Đại Dương. Nó trả rồi. Trả lại. Đi vô đi, Đại Dương. Tôi làm gì mà giết ta chạm vòng vậy? Đi vô. Vô dụng, vô dụng. Hai. Em ơi, có nghe không tiếng chị? Chị ơi, em đây nè. Em ơi. Trời ơi. Em ơi. Thì ra không phải là một con mà là hai con. Được rồi, ta sẽ triệt phá đường dây của tụi ngươi. Yêu nghĩa. Yên gì yên chàng, hãy xem đây. Minh Tuyết cẩn thận. Cẩm ly hợp xếp. Hai người hãy nói đi, các người là Yến Nhi, Yến Trang hay Trúc Lam, Trúc Linh, Lý Hùng, Lý Đức, người là ai? Dạ chị em, chính em là
Tụi em là ai? Đầu lòng hai ả tô nga. Thúy Kiều là chị. Kia là Kiều Quanh. Em là Thúy Dân. Trời đất ơi, Tại sao Tây Du Ký mà Thúy Kiều, Thúy Dân đang chi? Đi lộn chuyện hai mẹ. Chết rồi, không lẽ chị em mình mãi mê hái hoa bắt bướm mà chị em mình đã đi lạc sang xứ này sao? Đứng lại, đang nói chuyện đi đâu vậy? Về xứ của em. Trời đất ơi. Dạ con. Ngoài hai cái con điên thị xã này, mày còn bắt được con nào nữa không? Dạ có, được. Tăng. Tăng. Dạ. Không được, ta đang giảm cân thì làm sao ăn những thứ tăng đường được. Trời ơi, Đường Tăng ở đây là cái tên. Tề Dương ơi, Đường Tăng là đường tam tạng. Cái gì? Từ trước tới giờ ta chỉ nghe đường phèn, đường thốt nốt, đường cục, làm gì mà đường tam tạng cơ. Trời đất quỷ thần ơi. Đại Dương ơi, Đại Dương. Không, Đường Tăng là một cái tên chứ không phải là đường phèn, đường thốt nốt rồi đường tùm lum đó đâu. Trời đất ơi, tôi nói Đường Tăng chính là đồ ăn, đúng không? Ăn Đường Tăng có khả năng gì không? Dạ Đại Dương ơi, con nghe giang hồ đồn á Đại Dương, là ăn thịt Đường Tăng sẽ được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Dạ. Dạ, bắt Đường Tăng đây. Ok. Đưa cái dây cho ta, để lên. Hình như có con thú gì kêu thì phải. Dạ không phải con thú mà là con nít đó thầy. Con đang ở đâu? Con đang ở đâu? Tệ, nhìn giữa sân khấu đây, đèn phô lô đang chụp con nè thầy ơi. Ra là con ở đây. Con là con nít à? Dạ. Sao mặt già hơn ta vậy? Thầy ơi, thầy biết không, tuy con cao to dạm dở như vậy, chứ tâm hồn của con mong manh và dễ dở lắm. Tội nghiệp dữ vậy. Bây giờ thầy không tin đúng không? Thầy thử đụng vào bờ vai nhỏ bé này của con xem. Được. Cái gì vậy? Tiếng tâm hồn con dở đó thầy. Thầy thấy con yếu đuối chưa? Con yếu đuối quá. Dạ. Chẳng ai, con tên là chi? Dạ thưa thầy, con là cậu bé thích màu hồng, ở trong căn nhà màu hồng, đội cái nơ màu hồng, mặc cái áo màu hồng và đội cái quần màu hồng. Ước mơ lớn nhất của con là trở thành một danh hài. Chị của con là Đông Nhi nên ta kêu con là Hồng Hài Nhi. Cái tên của con nghe dễ thương quá. Dạ. Nhưng mà tại sao con lại bị chối ở đây? Hoàn cảnh thầy ơi. Năm 17 tuổi con đi lấy chồng. Cái gì? Không. Lộn lộn. Mẹ con đi lấy chồng. Đó rồi, cái mẹ con không may mất sớm. Rồi con phải ở với mụ dì ghẻ ác độc và hai đứa con của mụ ta. Hàng ngày họ bắt con làm đủ tất cả mọi chuyện: rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, quét nhà, quét sân, cho gà ăn thóc, chở tóc đi bơi, chợ dơi đi dạo, chợ cáo đi thăm sở thú. Và đặc biệt là tối ngày họ bắt tôi phải chở mấy con Dung đi đẻ đó thầy. Khổ lắm thầy. Quá tàn nhẫn. Dạ. Không những vậy nha, hai mẹ con đuổi con ra khỏi phòng và tống con lên gác mái. Lúc đó hoàng tử mới mở hội, rồi ba mẹ con chụm lại xé váy của con. Ơi, tội nghiệp quá vậy. Còn sao nữa hả con? Con đau buồn và con khóc. Khóc gì kỳ vậy? Dạ tâm lý con bị ngược thầy. Sau khi bị ba mẹ con xé váy, con đau buồn và con khóc. Rồi con châm lửa đốt nhà hết. Kệ con, tại sao? Tại sao con lại đốt nhà? Tại vì mẹ con dạy có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Có quả mà. Mẹ con dạy có quả. Chính vì vậy con nghe lời mẹ, con nào dám đốt nhà ai. Con ăn chay niệm Phật mà. Con chỉ phun lửa cho cây xăng rồi cây xăng nổ cái đông cháy banh cái làng. Trời đất ơi, con đốt như vậy giấy đầm nào chịu nổi. Vậy bây giờ đầm Ngọc Trinh 150, 160 thiếu gì thầy mua Facebook cả đống kìa. Chỉ cần mua một cái là có mặt đi dự tiệc thôi. Nói cuối cùng, tại sao con lại bị chối ở đây? Dạ mẹ cha tham sang gả bán, đời con xem như bài toán.
con bị bán qua biên giới để lấy nội tạng. Nói như vậy là con bị bắt cóc à? Dạ. Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Bọn bắt cóc đâu? Con ăn thịt tụi nó hết rồi. Tại sao con lại ăn thịt người ta? Có ý là thú rừng ăn thịt bọn chúng hết rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Thầy ơi. Hả? Thầy cứu con nha thầy. Được. Thấy con tội nghiệp như vậy, ta sẽ cứu con. Dạ, con hãy xem đi. Hey! 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 Chờ tao một chút. Trời đất ơi. Ông cứu mà ông làm rần rần giống quỷ không? Trời đất ơi, thầy cầm cái gì vậy? Thầy ơi, thầy ơi, thầy đi cứu người là đi chém lộn kìa thầy. Nào giờ thầy chém chúng, chưa bao giờ chém lộn. Trời đất ơi, thầy ơi, liệu giải pháp này mẹ tròn con vuông không thầy? Con làm như ta là bà đẻ gì mà mẹ tròn con vuông. Ý con nói là cái liệu pháp có an toàn không vậy thầy? Con yên tâm đi, ta đã chém rất nhiều lần và lần nào cũng hụt. Nó bành hội, con cũng dám đưa thầy chém nữa con lại thầy. Trời ơi, hãy tập trung để ta cứu con thầy ơi. Thầy ơi, khoan. Xong rồi, mẹ phẻ. Xong rồi, tự cởi luôn, tự. Tại sao ta chưa chém dây lại đứt? Dạ, con tự cởi cho nó phẻ. Dạ, thầy ơi, con cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Không có chi, không có chi. Dạ. Ủa mà thầy ơi, nãy giờ nói chuyện với thầy mà con quên hỏi cái sở thú của thầy đâu rồi? Sở thú gì ta không hiểu. Ý con nói là cái con khỉ, con heo, rồi cái con sa tăng, rồi cái con ngựa của thầy đâu? Ba học trò của ta nghe tin hồ bơi Tây Trúc mở cửa phi đã kéo nhau đi tắm miễn phí. Như vậy là ông trời đã giúp ta rồi. Con bị khùng hả con? Để cảm ơn cái sự giúp đỡ của thầy, con sẽ tặng thầy một điều ước. Con tặng ta một điều ước? Dạ, bây giờ thầy ước đi. Ta có một điều ước à? Dạ. Được, vậy thì ta ước gì? Có một bộ kinh Tây Trúc bản photo không cần công chứng. Con lại mẹ. Cái đó bà nội, con biến con được rồi, huống gì con ước gì mà khó quá vậy? Bản gốc không có, làm gì cái bản photo. Chứ bây giờ ta phải ước như thế nào? Thôi vậy con ước giùm thầy nha. Được, tùy hỷ. Vậy con ước con sẽ ăn giùm thầy. Khoan. Dạ. Điều ước là của ta thì người ăn là ta mới đúng chứ. Ăn than thầy ăn không? Ta hả? Thầy lanh quá hà, cái này là ăn than là cái tiết mục văn nghệ. Để con giúp cho thầy, thầy đi thỉnh kinh vui hơn. Con ăn được than à? Dạ, con là cái loài gì chứ không phải là loài người. Vậy bây giờ tiết mục ăn than phép được bắt đầu. Hay lắm, lần này ta được coi tiết mục ăn than. Wow, hoành tráng quá. Cẩn thận. Lợi hại quá. Con làm cái gì? Trời ơi, bỏ vô miệng. Hay quá. Thiệt là quá lợi hại mà. Cục tiếp theo. Trời ơi, nuốt luôn cho thầy. Thầy ơi, thầy ăn không? Hả? Thầy ăn đi. Không, ta không ăn đâu. Thầy ăn đi ngon lắm. Không, cảm ơn, ta không ăn. Thầy ăn đi, không sao, mẹ con dạy là có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Thôi. Sao vậy? Nãy giờ ta coi con ăn than cũng đã vui lắm rồi. Vui không thầy? Ta đã cứu con. Thôi, ta đi đây. Khoan thầy. Thầy bỏ con nơi rừng sâu nước độc như thế này, rồi lỡ con gặp cọp, cáo, sư tử thì... Thì sao? Tội nghiệp tụi nó. Thầy ơi, thầy đáng lý người tội nghiệp phải là con, tại sao lại là tụi nó? Thầy có yêu động vật không? Ta yêu động vật. Vậy thầy giật con ra khỏi rừng đi, để con lột da tụi nó hết bây giờ. Nguy hiểm quá. Dạ. Vậy thì con hãy mau theo ta. Dạ. Thầy ơi, sắp ra khỏi rừng chưa? Chưa. Chừng nào mới tới? Con chạy đâu mà tới? Thôi nghỉ luôn đi. Cái gì mà tào lao quá hả thầy? Thầy thương con, thầy cõng con nha. Hãy leo lên đây. Dạ. Hai. À, ơi, trời ơi, nặng quá vậy? Dạ thầy. Nặng quá vậy? Dạ. Thầy ơi, tại con ăn than nên con mới nặng đó thầy. Nặng gì như trâu vậy? Sao sai chửi cha con? Ta chửi cha con hồi nào? Cha con là ngu Ma Dương, mà ngu Ma Dương là hãy chửi vô mặt cha con rồi. Hả? Cha con là ngu Ma Dương? Dạ. Con là con của ngu Ma Dương? Dạ. Vậy con chính là... yêu quái. Ha ha ha!
Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Cái gì vậy? Chơi té nước qua Thái Lan chơi tự nhiên chơi bắn cho tôi vậy trời? Cái miệng yêu nghiệt, ta giả chạc bây giờ. Trời đất ơi, thầy tu gì mà ăn nói kỳ cục vậy? Ta không phải là thầy tu đường tăng, ta chính là Long Dương. Trời ơi, Long Dương tại sao không dưới biển mà lên đây làm chi? Mấy tháng nay ta thấy xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn, hỏi ra mới biết chính là con tiểu yêu nhà ngươi tác oai tác quái. Được, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừng trị Hồng Hề nhi. Thầy ơi, con chịu thua. Xin cho một tràng pháo tay cho tiết mục hoành tráng vừa rồi. Nhu ơi, Nhu. Nhu ơi. Nhu ơi, Nhu. Nhu. Thằng Nhu nó đâu rồi? Không biết đâu. Nhu ơi. Mày đâu rồi Nhu? Nhu nào ở đây nè. Mày làm gì thấy ghê mày? Hồi nãy tao còn sống tao cũng thấy ghê nữa. Làm cái gì thầm vậy? Tao nói cho tụi bay biết nha. Ở cái khu này á, rất là tâm linh thiêng. Chúng ta không được nói tầm bậy tầm bạ và đặc biệt là la làng nghe chưa? Có mình mày nói bậy nãy giờ chứ ai nói gì đâu. Hồi nãy giận mình tao nói hả? Đúng rồi. Thôi. Thấy chỗ này nhậu được không? Thôi tao nói tụi bay nè, tập trung vô đi, mình tới đây mình làm cái gì thì mình làm cái đó, đừng có mình làm tầm bậy tầm bạ, hiểu không? Không có ai mà dám vô đây hết đó, bởi vì ở trong đây chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, mày hiểu không? Có chuyện rồi kìa. Hả? Đây có chuyện. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Tao nói rồi mà. Thôi tao đi về. Mày dám bước ra cửa không? Ta thương hai tụi bay á, ta ở lại. Nói cho nghe là bây giờ vô đây phải tập trung. Tập trung giống như Phương vậy nè, hiểu không? Đúng rồi, phải tập trung. Tao đang mất tập trung rồi nè. Hả? Cái chuyện kìa trên đời. Trời ơi, cái gì vậy? Tao nói là thấy ghê lắm mà. Tao nói là thấy. Thôi đi về, đi về nha. Mày xỉu rồi, đi về. Đi về. Ê, tao đi về với. Ủa mày xỉu rồi mà. Xỉu xỉu đi đi à. Trời tào lao quá. Tiếp đi, tiếp đi. Ráng nhậu xong đi rồi về. Nhậu đi. Tập trung quá. Nói nghe nè. Bây giờ mà tụi bay muốn hết thấy ghê không? Sao sao? Hết thấy ghê mình phải tập trung, bình tĩnh. Đúng rồi. Mà muốn bình tĩnh phải làm gì? Là mình phải uống cho say. Uống cho say. Đúng rồi, uống cho say. Uống đi, uống đi. Uống. Nào, bây giờ là bình tĩnh nha. Bây giờ tao rất là bình tĩnh và tự tin để khẳng định là tao có thể đứng dậy và tự động đi về một mình. Cái gì? Thôi mày đừng ở đây nó ghê lắm. Đi về, mày ở lại đây mày. Thôi cái gì vậy? Mày đừng đi về, trời ơi. Tại sao mày chơi mày tuột cái quần của tao? Tại sao mày tuột cái quần của tao? Tại mệt mỏi quá. Chơi cái gì mà bà tụt cái quần của tôi? Thôi bây giờ nói nghe nè. Bởi vậy. Bây giờ mình ăn màu này, bây giờ đút cái đầu vô mở hộp màu này ăn nè. Đút đầu vô mới mở được. Đúng rồi, đút cái đầu vô. Ghê vậy. Chuẩn bị nó mở ra là mình thấy một mùi hương thơm gì rất lạ đi. Rất là thơm lừng. Đút gần vô, gần vô, gần vô nào. Rồi, Phương, Linh. Trời ơi. Trời ơi Rồi đi nhậu chung với mấy thằng nhát gan sướng thiệt, lần nào cũng hiểu. Thôi đi ra lấy con vịt quay vô ăn mình. Lấy con vịt quay ăn một mình là tụi bay khổ. Thôi tụi bay ở chơi, tao đi về trước nha. Đứng lại. Làm ơn đưa cái tay của tôi về với cái xác của tôi đi. Thôi giỡn hoài. Cái miệng còn nói được là còn hoạt động được. Hoạt động được thì tự đi lấy cái tay đi kêu người ta lấy giùm chi. Nếu như mà không giúp tôi thì đừng trách sao trong liên loại ngược dòng có vị giám khảo thứ 6 nha. Tưởng gì? Cái xác ở đâu?
Cái xác ở trong tủ đằng kia. Tủ đằng kia là tủ đằng nào đâu có thấy đâu. Giỡn vậy có vui không? Dạ thấy cái tủ rồi. Thấy ghê quá. Trời ơi. Thấy cái xác chắc chết luôn, mà vĩnh biệt thiên cổ luôn, trời ơi. Bỏ vô ra đâu. Thôi đi, đi về nha. Cộp cộp cộp. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai. Lại đây cho xem. Thôi nói chơi nãy xem rồi. Cộp cộp cộp. Thôi mà nói, nếu là nãy cho xem dạ. Nếu là xác thôi không thèm. Không nhìn thấy tao, không nhìn thấy tao, không nhìn thấy tao. Không nhìn thấy tao, không nhìn tao. Nhìn chỗ khác. À, à, à. Trời ơi, trời ơi. Làm cái gì vậy, thả tao ra. Làm cái gì vậy? Mở ra. Mở ra, thả tao ra. Trời ơi, làm cái gì vậy, tối thui vậy nè. Thả tao ra. Trời ơi. Trời ơi, ơi. Thả tao ra. Wow. Cảm nhận, cảm nhận. Hay là hay không? Mày hay thiệt luôn á. Hay hay. Cái thằng này mọi bữa là nó nhát mình, hôm bữa nay mình đúng nhát rồi. Nó lại. Cái giọng nó chơi nó nhát mình nó chơi nó phá mồi. Cảm nhận. Nhưng mà công nhận cái giọng mày nói mày giả hay ghê luôn á. Đúng rồi, hay hay. Không, cái lúc mà canh tời của tôi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe rung rợn luôn, âm trì đi ngục luôn á. Nghe đã lắm. Hay thiệt. Ta đâu nổi đâu. Mày nói ai nói? Ai biết. Rồi, ở trong còn ai không để bình tĩnh nhốt. Chú ơi, chú bình. Cái gì vậy? Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Cười Xuyên Việt 2015. Tôi là anh Đức và tôi không hiểu tại sao tôi lại đứng trong tủ này nữa. Cái gì vậy ba? Tự nhiên cái đây là cái nhà hoang chỗ người ta nhậu qua vô đây chi vậy trời? Ủa rồi cái thằng Quỳnh Nhu đâu? Cái thằng Nhu đâu? Ai biết? Thằng Nhu đâu? 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 Tao ở đây nè. Ủa sao cái lớp nó vắng tanh vậy? Thầy giáo ơi, thầy đâu rồi? Con đến đây gặp thầy có điều chi? Dạ, con nghe hàng xóm người ta nói ở đây có thầy đồ dạy rất là giỏi, cho nên con biết tâm con tới đây, con nhờ thầy giúp đỡ. Nhờ thầy giúp đỡ à? Dạ. Con về đi. Ông phải sao vậy thầy? Thầy chưa bao giờ giúp đỡ ai free bao giờ nha con. Không phải, không phải. Con đem tiền tới đây, con đóng tiền học phí, con nhờ thầy. Con tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo. Mời con ngồi. Quát giò nem. Thầy ơi, con không biết ăn giò, con không thích ăn nem. Dốt nát. Tức là thầy hỏi mày tên gì? Dạ, tại vì con là con trai, cho nên ba má con muốn đặt cho con một cái tên thiệt là mạnh mẽ, thiệt là cường tráng. Dạ, con tên là Son. Trời đất ơi, nghe tên thầy nè, nó mới mạnh mẽ con. Tên thầy mạnh mẽ hả? Nhị Hoa. Thầy ơi, từ cái nhị hoa nó mới ra Son đó thầy. Thôi, trước khi vào học cho thầy xin tiền lệ phí học nha con. Mẹ con có dặn á là đi học là phải lựa thầy giỏi, cho nên thầy có thể cho con biết cái trình của thầy được không? Nói như vậy là con xúc phạm thầy nghe chưa? Nói sơ cho con biết, thầy đi qua bên Campuchia, thầy nhận được cái bằng Good Idea. Và thầy qua bên Canada, thầy nhận được cái bằng Banana. Và thầy đi qua bên Kuala Lumpur, thầy nhận được cái bằng Acid Chlorine. Và cuối cùng, thầy trở về Việt Nam, nơi quê hương xứ sở của thầy, quyết học để nhận được một cái bằng rất là quan trọng trong cuộc sống của thầy. Bằng gì vậy thầy? Bằng Kiều.
làm sóng xanh radio nó phát hàng tuần đó, con nhớ đón xem nha. Bây giờ bắt đầu học, học ăn, học nói, học gối và học máu. Cái gì? Học mỡ. Chúng ta bắt đầu học ăn. Trên bàn có cái bánh, lượm ăn đi con. Con nghĩ sao mà con ăn như vậy hả? Ăn phải giống như thầy vậy nè. Xoay bánh, miếng kem, ô, chấm sữa, chấm nhiều nhiều vô, chấm nhiều nhiều vô, rồi tan bà cái bánh khỏi ăn luôn con. Chúng ta bắt đầu học nói. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao con cò. Cò cắn cò, cái cắn cái, con cò cái cắn cổ cắn cẳng con cò con. Cào cào cấu cấu con cò cái cú cú con cò con. Chết. Cô thuộc chưa? Chưa. Thầy đọc lại nha. Con cò có cái cổ cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong cẳng cao cẳng cao. Có dài của thầy. Thầy đang nói mà con nhảy vô bản họng thầy vậy đó hả? Không được nói leo nha chưa? Dạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu học gói. Có gói quà, có giấy kiến à, thầy dạy con gói đi thầy. Dột nạt. Có chữ nữa. Con nghĩ sao vậy? Học gói tức là học bằng cái gói. Vâng, kính thưa quý vị, cái gói này chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể ôm nó khi chúng ta cảm thấy chóng vắng chiều nay. Trời. Và vâng, kính thưa quý vị, cái gói này chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể làm Hoàng Châu Công Chúa. Thầy! Cái gì con? Con thầy bị gì vậy? Công chúa về giữa thầy đó con. Bắt đầu học mở. Học mở tức á là học mở giọng ra. Và sau đây thầy có ba bài hát đang nổi tiếng trên cộng đồng Facebook. Anh không phải dạng rộng đâu. Giữa điện thoại và sim, anh thích cái cục sạc hơn hả? Em muốn bà cố nội của anh sống sao? Trời ơi. Thôi, con là thiếu nhi, con phải nghe những bài nhạc nhẹ nhàng, những bài nhạc về đồng dao, ca dao chứ thầy. Trời đất ơi, lạc hậu quá. Học xong rồi, đóng tiền học cho thầy đi. Trời tổng cộng là 8 triệu. Ủa, con tưởng nãy giờ là mới tư vấn thôi chứ. Vô bài học chính luôn rồi đó con, đóng đi 8 triệu. Thầy ơi thầy. Hả? Con không có 8 triệu, mấy anh có khác được không? Cái gì con? Cộng số 8. Anh là ai? Anh là ai em đem cộng số 8 vô đây? Hả? Công an phường. Anh cũng gan lắm. Anh bán sâm dứa ở chợ Kim Biên mà anh dám nói anh lừa gạt người ta, anh làm thầy giáo ha. Anh lừa tiền người ta, hôm nay tôi tới đây tôi bắt anh. Bắt tôi hả? Anh bằng chứng đâu? Bằng chứng mà anh bắt tôi, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Ha, đưa ra bằng chứng đây. Đây chính là bằng chứng. Có bằng chứng rồi hả? Ừ. Thôi, có bằng chứng gì? Cộng thầy đi, cộng thầy đi. Cộng thầy đi, đừng cho thầy sống ung dung trên đời này nữa. Cộng thầy đi, cộng thầy đi. Hết rồi đó nha, tiểu phẩm của em là hết rồi đó nha. Anh ra! Tụi nó đâu rồi? Tụi bay đến đông đủ hết chưa? Cấp cấp! Sẵn sàng! Tốt! Tốt lắm! Bên phải! Đủ! Bên trái! Đủ! Dạ mấy anh ơi, dạ mấy anh thông cảm, giờ em trả tiền giùm anh. Dạ dạ. À anh cầm tiền giùm em nha. Dạ anh, cho em gửi tiền. Dạ em xin lỗi, cảm ơn. Dạ. Ôi trời, nó bây giờ cũng thông chuyện rồi. Hai cái ngàn đô mà tao với mày để dành được mày cất đâu rồi? Yên tâm, mà giấu dưới nha. Mày á, cất có đi rồi mua vé máy bay. Bây giờ để tao gọi cho má coi cái. Ê khoan hả? Không cần phải gọi đâu. Bây giờ tao nói mày nghe, cho dù có 2 ngàn đủ mua vé máy bay chăng nữa cũng không có tiền mà xây sở đâu, giờ ở đâu? Ai mà gọi vậy? Alo. Cái gì? Alo Trung hả? Ừ. Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Ở công viên Manhattan đang có người phát vé máy bay miễn phí đi về Việt Nam. Long ơi. Cái gì? Công viên Manhattan phát vé miễn phí về Việt Nam kìa. Trời ơi, bây giờ có dù vé miễn phí về đi chăng nữa đã nói rồi không có tiền đâu. Thì bây giờ cứ chạy tới đó lấy vé đi rồi tính. Đi chạy đi rồi tính. Ê,
ơi, may mắn quá, cuối cùng cũng tới rồi. Mặc dù tới cuối. Ho. Ho. Ho, ồ, ho gà. Trời ơi, ai ho mà tượng thanh dữ vậy? Ngoài nè con. Ủa, ngoài ho hả? Ờ. Mà con xin lỗi con không biết nha. Mà ngoài này tuyết rơi dữ quá, ngoài ra đây làm chi? Ờ, ngoài ra ngoài xếp hàng lấy vé về Việt Nam. Ngoài nhớ nhà, ngoài xa quê. Trước sau gì cũng về. Ngoài chờ nghe. Ho. Ho phổi. Ho dằn cái cuốn phổi. Thì nói đại là ngoài chịu không nổi đi, con nhường cho ngoại. Đứng lên nè, đỡ người nào hay người đó chứ cái hàng còn dài lắm nha ngoại nha. Ờ, cảm ơn cậu nghe. Dạ. Trung ơi, cái hàng nó dài rồi, đừng có nói chuyện nó ồn ào nhất lỗ tai lắm, hiểu không? Trời đất ơi, đứng đợi cái chút xíu mà chuyển giới rồi hả? Tao mệt mày quá nè. Tao đang cột gì vậy? Ngoại già quá tao nhường cho ngoại. À vậy hả? Dạ. Ờ đúng rồi, cái cậu này nè, cậu tốt bụng lắm. Dạ. Chứ không có như những người nghe đó, biết đó mà không có nhường. Thanh lên đi ngoại ơi. Cảm ơn cậu nghe. Dạ. Cô ơi. Shut up. Ê, tao thắc mắc vậy, ở đây là Việt Nam, đứng lấy vé Mỹ, đứng đây làm gì? Mấy cái đứa Mỹ con nó thấy đứng xếp hàng đông vậy, chắc nó tưởng là phát cơm, nó vô nó đứng chung á. Hey guys, here, we give free tickets to Vietnam, no food. Put it over there, yes, please go there. Yeah, thank bye you. Bye. Mày thấy xanh ngữ lợi hại chưa? Ờ, công nhận lợi hại thì ý mà tại tao muốn tao qua nước Mỹ này, đương nhiên người Mỹ phải nói tiếng Việt chơi với tao, hiểu không? Thí dụ như bây giờ tao nói cái câu, ê, có ngon quay lại đi, thì nó khác. Không tin luôn. Chắc tụi nó đói bụng á, hay mình kiếm cái gì cho tụi nó ăn đi. Mà trời lạnh vậy á, có đồ nướng ăn là ngon lắm á. À, ngoại ơi, con cần về Việt Nam. Thằng bạn con cũng cần về Việt Nam. Ngoại cũng cần về Việt Nam, đúng không? Con thỏ có cần về Việt Nam không? Ý mày là ăn thịt con thỏ của tao hả? Đúng rồi. Long, cái gì? Tại sao mày lại như vậy chứ? Tại sao? Ngoài ở đây một mình côi cút. Người Mỹ người ta nuôi chó, còn ngoại, ngoại nuôi con thỏ làm bạn. Ngoại ơi, không mấy cho tụi nó con thỏ nghe. Hả? Mày... cái này nó nói chứ không phải con nói nha. Tao đánh mày quen rồi. Ngoại, cho tụi nó con thỏ để nó đi đi. Không được, muốn ăn thịt con thỏ là phải bước qua xác của tao. Ngoại, gãi cổ rồi ăn đi. Hey guys, rabbit, rabbit now. Nó đi rồi đó, thấy chưa? Nó đi rồi hả? Nó đi rồi hả? Cảm ơn hai cậu nghe. Cậu ơi, nhường chỗ cho ngoại nha. Lên. No! Tôi nhường cho bà ngoại thôi. Lui lại. Anh ơi, tại vì em với lại đây là người nhà. Ủa, người nhà hả? Dạ. Anh là gì của ngoại? Con. Còn anh? Chồng bà. Người già. Con. Chồng bà. Lên đi. Thì ra là mày à. Mày gì? Bao lâu nay tôi nghi ngờ bà ngoại tình. Thì ra là thằng này à. Chết mày rồi. Trời ơi, bà ngoại ơi, chết mày rồi. Bình tĩnh đi. Trời ơi, hai cái cậu này tốt lắm. Nãy giờ giả làm người nhà để giúp tôi lên tới đầu hàng nè. Mày cho mày đó. Đúng rồi, tôi là chồng demo thôi. Chào tất cả mọi người. Chào anh. Chào anh. Bây giờ không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin được phát vé nha. Tụi mình nói được nhiều lắm rồi. Rồi, tôi xin bắt đầu phát vé từ bên kia. Dạ. Là gì sao mày? Vậy? Thì nãy nói rồi, đứng cuối hàng là được rồi, đô mới đang chi bây giờ không đổi chỗ rồi đó. Ước gì sao? Thời gian quay trở lại. Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin bắt đầu phát vé. Dạ, yeah. Yeah. Hôm qua ai có đăng ký vé thì bữa nay sẽ có vé. Oh. À, xin mời anh Kenny Sung, Harry Potter. Rồi. Mọi người ơi, người ta hôm qua có đăng ký thì có vé, mình không có đăng ký làm sao có vé? Đi về thôi. Lạc Hoàng Long. Không có đăng ký sao có vé? Anh nói lại một lần nữa. Lạc Hoàng Long. Tới tôi nè. Long An. Chà em.
Bây giờ ở đây tôi còn có hai cơ hội nè, tôi mở ở đây tới bốn người, về con cho bốc thăm nha, bốc thăm cho nó công bằng. Rồi ai mà có chữ Z là sẽ có vé, ai mà có chữ No là không có vé. Rồi mời mọi người. Không, bà bốc trước đi. Dạ dạ. Z. No. No. Z. Vậy là tao được về gặp ba má tao rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tao mừng quá. Chúc mừng hai người nha. Hai ông bà ơi, có gì năm sau mình quay lại lấy vé nha. Có gì ghé tiệm phở của con ủng hộ. Rồi có gì để con có tiền được làm từ thiện tiếp. Alo à, Tí hả? Ừ, ba nè con. Tết năm nay ba với má mày không có về nha. Xếp hàng từ sáng tới giờ xin vé không có được. Không, ba má xếp hàng từ sáng tới giờ á mà mua hết vé rồi. Sao bà tắt vậy? Trời ơi, sao ông không bấm cái đầu số khuyến mãi? Gọi cái kiểu này á, mày mốt lãnh tiền già ra, trả tiền bill là chết luôn á. Tôi quên. Ba này con. Cái gì trả nợ nữa hả? Nữa không? Tôi được rồi, để ba má cố gắng gửi tiền về cho con nha. Với lại bay cũng kỳ, sao không hỏi ba má khi nào về? Nó nói sao ông ơi? Nó tắt máy luôn rồi bà ơi. Sao ông bà không chịu nói thiệt cho mấy anh chị biết là ở Mỹ này không phải ai cũng khá giả đâu. Ông bà cũng làm lụng cực khổ lắm mới có tiền gửi về cho anh chị. Lỗi á, không phải tại con cái. Cha mẹ sinh con ra là phải biết lo lắng cho con cái. Ba má con cũng cố gắng dành dụm cho con qua đây ăn học. Mà con qua tới nơi, con không lo học hành, con lo tụ tập bạn bè, suốt ngày cờ bạc ăn chơi, thiếu nợ thiếu nần ba má trả cho lần này hết lần khác. Tới lúc con biết con sai, con đi làm, con kiếm tiền, thì ba má con giận không có nói chuyện với con nữa rồi. Cậu yên tâm đi, không có người cha người mẹ nào mà giận hờn con cái lâu được hết. Rồi một thời gian nữa ba mẹ cậu sẽ hết giận cậu cho coi. Còn thôi, còn tôi với bà đi về đi, chứ sức khỏe bà chịu không có nổi cái cảnh lạnh này đâu. Ông bà ơi. Ông ấy, ông bà nhận cái vé của con đi. Sao mà được. Cậu cũng phải về thăm người thân của mình nữa chứ. Không, ba má cũng chết hết rồi. Má cứ giữ. Con biết ông đang suy nghĩ đúng không? Nè, thôi bây giờ cầm luôn cái vé của con là hai cái. Hai người cùng về với mấy anh chị, không phải suy nghĩ tính toán gì nữa hết. Ông cầm đi. Cô cậu không muốn về thăm ba má rồi xin lỗi ba má cậu hả? Ba má con giận con là vì con không biết trân trọng đồng tiền. Nên bây giờ con sẽ đi làm. Con kiếm từng đồng một, con để dành cho tới ngày đủ tiền. Con sẽ về con gặp ba má mà nói con xin lỗi. Con nghĩ lúc đó ba má con sẽ vui hơn nhiều. Ngoan lắm, tốt lắm. Được rồi, ông bà nhận hai cái vé này. Ông bà cảm ơn. Ý, có cái đàn của ai vậy? Giờ hát bài nào đi? Hát cái bài mà ở nhà mỗi lần buồn tao với mẹ hay lấy ra hát á. À, tao biết rồi, phải bài này không? Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài, ô ô nước ngoài. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa qua vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi nghe sau bận tiền, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Bây giờ ngồi đó chuẩn bị học tiếng Anh theo tao qua lễ còn đi làm nè. A. Apple. A. Apple. B. Boy. B. Thôi. Phở. Phở. Ủa, phở tiếng Việt mà. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái gì phở cũng là phở. Happy New Year. Happy New Year. Năm mới tao chúc cho mày những cái mong ước được trở thành hiện thực. Tao chúc cho mày vậy á, mà tao không biết mong ước của mày là gì.
Mày khờ quá. Diễn viên mới của tao được trở về Việt Nam rồi. Chết rồi, má má tao gọi rồi, giờ sao? Mày nghe đi, nghe đi, nghe đi, nghe đi. Alo, ba má không có giận con nữa hả? Ba má còn cho về Việt Nam chơi nữa. Con hứa, con về tới nơi chuyến này xong á, con qua lại đây nè. Con đi học, đi làm đàng hoàng. Con không bao giờ để cho ba má phải buồn nữa đâu. Má 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 tao chịu cho tao cái mà về ăn Tết rồi kìa. Vui quá à. Tết xuân sang, Tết xuân bay, Tết vui cùng người già và trẻ thơ. Bao yêu thương hân hoan gia đình. Chúc cùng cánh chương trình Ngôi Sao Vô Đối. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta chính xác là một cuộc thi. Tại sao lại có tên là Ngôi Sao Vô Đối? Bởi vì chương trình được mở ra với mục đích tìm kiếm một nghệ sĩ toàn năng trong tất cả mọi lĩnh vực. Ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, thơ văn, thậm chí xiếc và ảo thuật cũng phải rành luôn. Và đêm nay là đêm thi chính thức với sự tham gia của một thí sinh duy nhất. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh duy nhất. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Em anh cứ đi bên người mà em cần. Trái tim không thuộc về nhau. Giấc mơ không là của nhau. Xóa câu ca buồn chiều mưa. Anh lỡ xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Gia Bảo hồi nào mà Gia Bảo? Gia Bảo là tên ở nhà. Bây giờ đi thi rồi, tên khác rồi biết chưa? Bực bội fan mướn một đứa 30 ngàn làm không ra cái gì hết trơn cái đội. Đem hình ảnh rồi ra coi, cổ vũ lên coi. Mày đem hình bà nội tao ra đây chi vậy? Nói chứ, thằng này còn 25 ngàn thôi nha. Bội, dạ chào chị. Anh đi thi hả? Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Dạ anh chào khán giả đi. Dạ. Xin kính chào các bạn. Trời ơi, anh chào cái tụi húng hồn luôn á. Dạ. Rồi, bây giờ nó nghe nè. Ủa, mặt anh dính gì hả? Để tôi chùi cho. Nó có dính gì đâu chị, em xăm mà em sợ đau. Cho nên em chỉ vẽ lên thôi. Vẽ lên thôi. Anh vẽ cái gì vậy? Tha thu. Dạ? Sao tôi đâu có thấy tha thu? Tôi không. Thấy cái này là tha thu là anh Sơn Tùng, em chế thêm em thả thú. Nguyên một cái vũ đoạn của em nè, vũ đoạn xì kỳ. Xì cai là của Sơn Tùng, tụi bay là xì kỳ rồi. Kỳ bực bội, quên tên nó hoài. Rồi thôi được rồi. Rồi bây giờ anh giới thiệu tên họ của mình đi cho mọi người cùng biết. Dạ kính thưa mọi người, em là một ca sĩ đi hát lâu năm rồi. Tuổi càng ngày càng lên mà tên không ai biết. Cho nên hôm nay đến với cuộc thi này, cái tên của em có một cái tên rất là đẹp, một cái tên rất là Korean. Korean. Hàn Quốc á hả? Đúng rồi, tên Hàn Quốc. Và cái tên Hàn Quốc của em nó gồm có 3 chữ. Choi Jung Sung. Bình thường. Choi Ji Suk. Chuyện nhỏ. Lee Min Ho. Không bằng em. Chứ anh tên gì? Chihuahua. Trời đất ơi, tên như anh không lẽ giờ tôi làm MC tôi bước ra. Dạ bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Chihuahua. Chihuahua là phải vậy đó hả? Dạ cái tên em giá trị lắm đó chị. Cái tên em ít nhất cũng 20 mấy triệu một con mà chị. Thôi được rồi không sao. Bây giờ dạ. Anh cho tôi biết ngày tháng năm sinh. 3883. Tôi hỏi ngày tháng năm sinh. 3883. Trời ơi, tôi không có hỏi số đề. Đâu có đánh số đề đâu. 3 tháng 8 năm 1983. Trời ơi. Nó nói tắt vậy thôi. Rồi xin lỗi. Rồi giờ tôi hỏi cái khác nha. Dạ. Rồi quê quán ở đâu? Em hát tự chị đoán thử quê em ở đâu nha. Khó quá. Rồi dạ. Hát đi. Ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nỗi vui đôi bờ trong hầu giang. Sóng trăng đón chờ nghe lời giao cô nàng mang bánh ngon mua giùm em bánh tráng Tây Ninh. Anh ở Tây Ninh hả?
cái đứa em ở Sài Gòn. Ủa, sao kể ra cả chục cái địa danh vậy? Em đi phượt. Em đi phượt xuyên Việt, em đi tìm nụ cười, bởi vậy mới có cười xuyên Việt. Nhấn cho nó phải vỗ tay lên phải không? Cũng ấn tượng. Dạ, dạ. Phần giới thiệu bản thân cũng ấn tượng. Dạ. Rồi bây giờ mình đến cái phần mình kiểm tra cái kiến thức của bản thân nha. Kiến thức hả chị? Phải rộng mở nhiều lĩnh vực lắm nha. Rồi. Rồi đầu tiên mình hỏi về văn học đi. Văn học em 1-4. Rồi được rồi, bây giờ tôi hỏi văn học nè. Dạ. Tóm tắt truyện Kiều. Dạ, truyện Kiều của Nguyễn Du đúng không? Ừ. Đầu lòng hay ở Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân, đúng không? Đúng 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 đúng. Em mới tóm tắt tiếp cho chị nghe nha. Rồi bỗng một ngày kia, Thúy Kiều đem lòng yêu một chàng trai mang tên là Vũ Khắc Điệp. Rồi sau đó em Trọng Điệp Trọng Điệp Trọng Kiều Thi yêu hay bà yêu? Kiều yêu. Người ta muốn yêu ai ta yêu chứ. Yêu một chàng trai tên Vũ Khắc Điệp. Rồi bỗng một ngày kia, chàng Điệp lên kinh thành ứng thí Đỗ Trạng Nguyên cưới công chúa. Rồi lúc đó mẹ của Kiều ở nhà khóc mù cả đôi mắt, cho nên Thúy Kiều mới cõng mẹ lên đường tìm anh Điệp. Giữa bìa rừng bà mẹ nói: Kiều ơi, mẹ đói bụng quá Kiều ơi. Kiều mới thương mẹ quá, mới không biết làm sao, cho nên Kiều mới làm nghĩ ra một cách là sẽ dùng con dao làm thịt những con thú rừng cho mẹ ăn. Bỗng nhiên có một con cọp xuất hiện. Thúy Kiều suy nghĩ trong lòng là sẽ dùng con cọp đó lóc thịt con cọp cho mẹ ăn. Bỗng nhiên con cọp làm rào. Thúy Kiều giật mình lóc thịt bà mẹ cho cọp ăn luôn. Cái gì vậy? Chuyện Kiều mà có con cọp ở trong vậy? Không có, cái này mát sắp á chị. Rồi tôi hiểu luôn, tôi hiểu tại sao mà Từ Hải chết đứng rồi ha. Ủa là Từ Hải chết đứng là do em hả chị? Dạ, nhờ anh đó. Vậy em người làm nên lịch sử rồi. Kỳ này má em mừng lắm nè. Rồi, thôi bây giờ tôi đố bằng một cái câu văn, cái xong anh đối lại tôi bằng một cái câu văn nào đó nghe. Đối văn với nhau. Đối ha. Văn em 1-4. Rồi, 90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng. 90% phụ nữ không thích đàn ông mặc áo hồng. Dạ. 90% đàn ông mặc áo hồng không thích phụ nữ. Ừ ha, cũng đúng ha. Bây giờ tiếp nè. Dạ. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp. Không phải người đẹp nào cũng là đàn bà. Rồi dạ. Bây giờ tôi hỏi vụ khác nè. Dạ. Rồi bây giờ mình đố nhau bằng thơ đi. Thôi giờ chị ra đề thử đi. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Chị ơi khó quá, nằm võng không cho đưa, thôi nằm trên gián cho rồi đi. Dạ tôi đố vậy đó. Đố ai đáp nằm đi. Võng không đưa. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Người chết nằm võng không đưa, người đuôi gặp lại người xưa không nhìn. Đuôi đâu có nhìn được má. Em thắng rồi. Tôi bắt đầu sợ anh rồi đó. Dạ, em cái gì chứ trả cho em làm hay lắm. Thắng cái gì mà thắng. Rồi bây giờ anh có tài năng ca hát không? Thể hiện đi. Bây giờ em nói chị nghe, em hát nhiều giọng ca sĩ khác nhau chị nghe luôn. Thử không? Đừng có xạo tôi nha. Để đầu tiên em hát chị nghe giọng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dạ, xin mời khán giả cho anh chàng hoa tay. Dạ. Mà chị biết anh Đàm Vĩnh Hưng lúc lớn đâu biết lúc nhỏ phải không? Em hát cho chị nghe anh Đàm Vĩnh Hưng lúc 4-5 tuổi. Có luôn hả? Vừa tắm mưa vừa hát cho nên giọng mới khè. Vậy hả? Dạ, cái quá trình mà. Không cách mới tự làm nha. Rồi. Chà 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 chà. Má thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống bà. Cả nhà thoa cũng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Còn ai nữa không? Tiếp một tiếp theo nha. Tiếp luôn. Tiếp theo giọng ca của nam ca sĩ Lam Trường. Anh Lam Trường. Và bắt chước Lam Trường phải bắt chước từ phong cách mấy tay giọng hát. Phong cách của Lam Trường ai cũng biết. Hãy nhìn vào phong cách Lam Trường. Ngậm cái môi dưới vô, nuốt vô nhả ra mới hát. Còn cái môi dưới nó còn hay không là hên xui. Cái thứ vậy? Hên xui. Rồi. Phong cách rồi. Anh Lam Trường. Lam Trường, xin mời. Cái gì mà có quá quan trọng vậy? Không có, em nói chị nghe, Lam Trường ca hay lắm. Anh Lam Trường là một nghệ sĩ tài năng, một thần tượng của em mà. Anh Lam Trường mỗi lần phiêu nói là mà tay em là chi qua cho nên em quá quáu. Chị nghe giọng hồn hợp hà không? Hồn hợp hà. Thích không? Thích.
khoái không? Khoái. Về mua đĩa nghe đi chị. Chưa có tập. Anh chọc tôi hoài nha. Dạ. Biểu diễn xong rồi phải không? Dạ xong rồi. Anh hát được ai cũng hay mà tôi đâu có nghe được cái giọng thật của anh đâu. À hát giọng của em không? À. Em sẽ ca cho chị nghe một ca khúc nổi tiếng đình đám nhất hiện nay. Anh cứ đi đi phiên bản giọng cổ. Được không? Em hát. Ôi ghê ta. Thử nha. Xin mời. Mình ơi mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì đâu ai thấu. Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe mi sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn y thấy anh cười. Vì yêu nên em xin anh cứ đi đi và đừng quay trở lại. Trong cuộc tình này anh hãy bỏ mặc em. Thôi tóm lại là cái phần mà thi thố của anh bữa nay nó cũng xong rồi. Tôi nói nghe, đêm thi duy nhất mà có mình anh thí sinh duy nhất à. Thành ra là tôi cũng xin được tuyên bố luôn. Dạ. Anh là người thắng rồi. Yeah. Thua cuộc. Em thua cuộc. Đúng rồi. Anh rất là tài năng, anh rất là giỏi. Anh chinh phục được tất cả khán giả ở đây. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự á, nghệ sĩ là gì? Một khi mà anh hiểu cái gì anh phải nói cho đúng. Văn học, anh không có kiến thức, anh nói tầm bậy tầm bạ rồi khán giả người ta cười mình rồi sao? Đúng không? Rồi hát cũng vậy, giọng hát của mình không có, bắt chước người này, bắt chước người kia. Rồi đây là cái gì? Có phải là khán giả thật sự của anh không? Anh suy nghĩ lại đi, tài năng có, đam mê không thiếu. Đi về, rèn giũa, cố gắng tập luyện, làm sao năm sau anh quay trở lại đây. Tôi tin với cái tài năng của anh, chắc chắn anh sẽ trở thành ngôi sao vô đối. Em nói cho chị nghe, em biết rồi, có nghĩa là mình muốn làm một người nghệ sĩ chân chính, mình phải tìm đến những cuộc thi, nhưng mà không phải cuộc thi nào cũng hợp với mình. Đúng mình rồi. Nhắm cuộc thi nào mình có khả năng thì mình hãy đi, đúng không chị? Cái tên của mình quan trọng, anh cũng không thể nào đặt một cái nghệ danh như vậy, giống như làm trò cười cho khán giả, không được. Em suy nghĩ lại rồi. Đi. Bây giờ em sẽ đi thi, em đến với một cuộc thi hợp với khả năng của em, mà em tin là em có thể làm được và đi sâu tới tận cùng. Đúng. Em sẽ đến với cuộc thi Cười Xuyên Việt với tên thiệt của em, Gia Bảo.